ra đây ngồi nhớ cái gì nói lại thôi chứ không có máy nào thâu á. Còn ở ở trong đó cả ngàn ngàn security rất là nghiêm ngặt, ghê lắm. Trong đó một cái phòng nói chuyện trên đó là mạ vàng không à, vàng 24 đẹp lắm. Sau này Hữu có cơ hội dẫn mấy con vô trong đó bữa hổm nhóm mấy đứa không được đi, nó cứ chạy vòng vòng ngoài, chạy 3 vòng cái skill đi cũng bản hồn đuổi đi, chạy ngoài đường lộ thôi á cũng bị đuổi. Thua ở trong đó nguyên một ngày. Lý do tại sao ngồi nói vậy, nó để cho họ thiên ở khắp các tiểu bang và nước Việt hiểu hôm nay về phần đạo chư vị đã nói đã tạm ổn tự phát triển, khi dân khổ quá hạn hán, hết hạn hán tới lũ lụt, hết lũ lụt về tới những nhà lãnh đạo giết lẫn nhau, những ông bầu bị đem lên luộc, cho nên nước Việt càng ngày càng khổ và càng kiệt quệ. Có khổ mới có thay đổi, có cái đạo thiên tâm mới mới thay đổi tất cả các đạo trên thế giới trong tương lai. Cho nên những ma tăng thời nay từ từ sau này nước Việt người nào mà làm thầy là đúng là thầy chứ không phải là thầy tiền. Và nước Việt từ đó về mặt tinh thần, về mặt đạo đức sẽ thay đổi là nhờ đạo thiên tâm trong tương lai. Đó là đạo trời, thiên đạo. Thiên đạo nằm ở giữa Phật đạo và Thiên Chúa giáo, giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa. Thì cha đã cho cái đạo ra đời để mà làm một cái software, một cái nền móng để cho cái mechanical, cho cái bộ máy của quốc gia sau này khi hoạt động thì có cái đạo vô, thì quốc gia từ đó mới không còn tham nhũng, chỉ có lấy từ bi bác ái đức độ để mà trị chúng, lấy từ bi để xóa hận thù. Cha thường nói với sư phụ, thượng đế thường dạy sau này khi con làm vua con không có nên trừ khử những cái người làm ác trong cái bộ máy ác. Cứ nghe là đảng cộng sản nó có nguồn máy của thế giới, nó là cái nguồn máy ma quỷ, nguồn máy ác. Nhưng mà những người mà operate, những người mà bấm nút mấy cái máy này, họ cũng ở trong cái nguồn máy cũng là bị lôi cuốn theo. Cho nên sau này một cái thể chế mới sẽ không có trả thù những người làm ác, nên nhớ rõ lời này. Chỉ dẹp cái ác một bên và người hải ngoại 6 triệu chim hiền chỉ có cắt đứt cái gông cùm của Trung Cộng để nước Việt không có bị diệt chủng. Thì hôm nay nước Việt không có thiên tử hạ phàm sẽ bị diệt chủng. Hôm nay sư phụ có mệnh hệ gì nước Việt cũng sẽ bị diệt chủng. Mệnh hệ sư phụ là mệnh hệ của thế giới, là của nước Việt. Cho nên từ một giây khắc mà xuất hiện đây, cái gì cũng đã coi những hàng đệ tử phải lo security sư phụ trong lúc này rất là quan trọng. Là vì ở Việt Nam người ta chỉ ham quyền lực và ham tiền, người ta không còn thương dân và thương tổ quốc nữa. Tuy là họ nói tiếng Việt, họ mang họ Nguyễn, nhưng mà họ đã cả linh hồn và thể xác đã bán cho họ tập rồi. Họ tập chỉ cần làm một cái buổi tiệc tuyên bố nước Việt là một cái tỉnh lẻ của Phúc Kiến thôi. Cờ đỏ sao vàng là cờ của Phúc Kiến. Mấy đứa trẻ bệnh phải như đáng nhớ. Hoàng Sa Trường Sa đã mất rồi. Chỉ còn hình chữ S là nhờ 6 triệu chim hiền ở ngoài, Trung Cộng nó còn lưỡng lự thôi. Nhưng mà những nhà lãnh đạo bệnh đều đã bán nước từ lâu rồi á. Cho nên sau này khi mà thế giới trở về thời vàng kim đức thầy xuất hiện, sư phụ về nước Việt sẽ làm lại một cái hệ thống mới, một cái nước Việt mới hoàn toàn mới, khác hơn hôm nay 100, 1000%, sẽ thành một nước cường thịnh rất là lẹ. Hôm nay cả thế giới tẩy chay nước Việt, coi nước Việt chả ra gì hết. Nước Việt chỉ ôm lơ lửng một cái khúc gỗ mục, đó là Trung Cộng.
Khúc gỗ này cũng sẽ chìm khi đại tướng Trump cởi bạch mã vô Nhà Trắng. Về mặt đời thì những người mà đã nghe kênh này 5 năm phải theo dõi về ông Trump. Ông Trump là rất là quan trọng cho cái quả địa cầu của chúng ta trước thời bị cực qua Thái Lai. Ông đã tuyên bố ngay cái bữa mà có chuyện dự là trước tiên ông lên là nghe và tàu sẽ mệt lắm, ông hâm thẳng luôn á. Ông nói trước tiên là ông xử hàng này trước để cho quốc gia bớt có tốn tiền đi viện trợ. 95 tỷ này tại sao phải đánh lẻ tẻ, đánh con rắn phải đánh cái đầu chứ không có đánh cái đuôi. Ông nói vậy đó. Còn cái ông Biden này đó, ông chỉ muốn nuôi thằng Hamas để cho Israel nó finish luôn. Nên ông Trump ông biết cách phải làm sao, chứ bộ cũng là người thương mại, cũng biết cách phải làm sao. Người ta trị ung thư, người ta trị tận gốc không, chỉ cái nửa chừng xuân vậy, cái để nó lan ra, cái trị xạ tiếp, không có trị tuyệt gốc. Đó là Biden là muốn như vậy, tức là muốn cộng sản tồn tại trên thế giới. Lững lững lờ lờ vậy, đánh để mà bán vũ khí, để mà và đồng thời cái yếu nhược của ông, yếu hèn của ông. Bữa ông Trump hồi tuần rồi tuyên bố hai cái đầu rắn này là ông sẽ diệt trước. Thì lúc đó mình cứ nghĩ nước Việt sẽ đi về đâu. Ngày xưa có bài sấm cơ mấy gì nói là chỉ như cái bài cờ vàng cờ đỏ ai nở mỏ vàng bài sập ngang hàng chạy khắp nước lại cũng biết rồi. Có cái bài mà sao mà rụng đầy đường á, cái là lúc đó đó dục áo mà lấy ngôi sao mà rớt chạy còn lẹ hơn là trước 75 nữa đó. Có cái bài đó mà giờ bữa nay đọc suốt qua coi lại đi. Thiên tâm đã ổn, tự phát triển. Người nào hôm nay trên nước Việt đang khổ, đang đói, đang chờ một cái gì, thì thay vì mình ngồi mình chờ thì mình cứ quay về hướng Đông Bắc, kiếm cái dấu hiệu thiên tâm đeo từ đảng viên, từ bà Trương Mỹ Lan, Tân Hoàng Phá, bà Rồng Lửa, vân vân, những cái người ở bên đó. Nên kiếm cái dấu thiên tâm mà đeo, dấu đó là của Thượng Đế. Để khi mà những cặp mắt của những vị thần, những vị Bồ Tát, người ta nhìn cái dấu đó phát quang ra, người ta biết người này đã quay đầu, thì người ta chừa cái mạng lại cho mà sống. Còn người nào không đeo, không có cái dấu phát quang lên thì sẽ bị dính vô sàng lọc đó. Tại nước Việt sẽ có một cái trận chết khủng khiếp đó, sắp sửa. Bây giờ lương thực sống hàng ngày hơi hấp, giống như đúc từ muỗng cháo trên người nằm trên giường bệnh vậy đó. Mà là một cái chiến tranh xảy ra, bao nhiêu đâu có xe nào chở tới xăng cộ rồi lương thực rồi nước uống nữa. Nước uống mỗi giờ đông từ chai, bây giờ không có nước 3 ngày thử có chết không. Mà khi chiến tranh xảy ra như thế nào, chuyện này đã nói 5 năm là nói cho ngày hôm nay. Hôm nay cũng phải dự trữ nước, dự trữ xăng tiền và dự trữ lương thực. Cơ trời đi không có ngày có giờ, cơ trời đi là trúng. Phật trời không bao giờ nói là gạt chúng sanh. Phật trời chỉ thương chúng sanh, cho con của Ngài xuống đây để ngồi nói tiếng Việt, để nhắc nhở, nhắc tuồn, gọi là nhắc tuồn á, mà lại không có chịu làm đúng nữa, mà còn nhiều người vô minh xiên tẹt, xiên xỏ, chửi bới nữa, hổ phạm thượng. Thí dụ như bỏ một chút thời gian nghiên cứu những cái lời nói trong 5 năm nay đi, những cái tin tức thì nó nói ngày thì mình nghe, ngày mai thì mình nghe đâu được. Nhưng mà mấy cái đài này 5 năm cứ coi lại những clip cũ đi, có trúng không, cứ so sánh đối chiếu thôi là cũng thấy hoảng hồn rồi. Họ không có chịu bỏ thời giờ chứ không có cần họ tin, họ chỉ cần lấy những clip cũ thời của Phố Vô Sa phỏng vấn, thời những cái khuôn mặt còn trẻ, hôm nay bây giờ tóc đã bạc, cứ so sánh thôi là họ cũng phải biết. Cái núi này 500 mẫu là có thiệt, lúc nào muốn tìm kiệt này lên núi. Kiệt này có cái hãng ở địa chỉ 97 Eureka, gõ cửa lobby là kiệt sẽ bước ra tiếp. Kiệt này là thiệt á, không có thể nào một cái kênh YouTube bình thường đâu. Chỉ có một cái nó quá bình thường, cho nên tới ngày hôm nay về hệ thống
quay nè, hệ thống microphone cũng là thô sơ thôi, nhưng mà chủ yếu của mình là lời thật, người thật, việc thật. Và iPhone này cũng được. Và những đứa đệ tử mà trên thế giới nó hiểu được chuyện đó, thì nó làm những cái kênh là tạo công đức, là những nó cũng có sứ mệnh để mà lập công thời kỳ này. Chúng ta làm cách mạng không có cần phải đi rừng Trường Sơn giác AK ăn khoai mì. Chúng ta chỉ cần ngồi trên giường, trên gối niệm cái mệnh, cầm cái điện thoại thôi, đánh vài chữ. Ở ngoài kia có vài trăm người mà đi hiểu được, họ ngộ ra, họ vô đạo, thì đó là đại phước. Một cách làm rất là dễ cho tất cả các đứa con họ thiên để mà loan truyền cái tiếng nói của con trời rải ra khắp mọi nơi. Chuyện này là thiệt, chuyện này là con ở thiên thượng. Cơ thể kiệt này cũng không phải cơ thể thường, lời nói này cũng không phải lời nói bình thường. Chỉ có người quá bình thường, họ không có hiểu xa hơn chút thì họ cho là bình thường. Vì họ không có hiểu thì họ lại buông ra những lời không có đúng. Thì từ từ đi, rồi họ cũng sẽ hiểu. Chứ còn riêng phần chuyện này thì nhiệm vụ phải lên đây nói chuyện để cho mọi người có cái khai trí và có cái hiểu biết, để cho biết ngày mai nước Việt sẽ rất là sáng lạng. Khi họ có biết được nước Việt sẽ có một thời đại cực kỳ hùng cường, giàu mạnh, giàu có, thì hôm nay họ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và cố gắng phải ăn hiền ở lành. Ngày xưa mình ăn những cái con nhúng nhích thì bây giờ mình ăn mấy con đông lạnh. Ngày xưa mình uống một lần 6 lon bia thì bây giờ mình uống 1 lon, 2 lon. Cứ giảm là chút thôi để giữ sức khỏe thôi. Chuyện này cũng mừng đó, chứ đâu có kêu là bỏ hết đâu. Rồi ngày xưa họ không biết Thượng Đế là ai, thì hôm nay họ biết ông trời là ai. Ông trời ai mà không biết, nhưng mà có ai coi trọng đâu. Ông trời là vị tối cao, tạo ra muôn loài, muôn vật trong cái vũ trụ này. Trong đó có tất cả các vị Phật. Phật Thích Ca cũng là con của Thượng Đế. Phật Di Lạc con Thượng Đế. Phật A Di Đà, hay là Ngài Địa Tạng, hay là Phật Dược Sư, tất cả đều là con của Thượng Đế hết. Ở trong Malago, những người dân của Mỹ, những người trí thức của Mỹ giàu có, dân bình thường thôi, không có chính trị, nhưng mà họ không thích giống như mở cửa biên giới cho những người lậu dột. Thì họ lên, họ nói chuyện với một người có thẩm quyền ở trong Hạ Viện. Thì cái ông chủ tịch Hạ Viện, ông nghe liền. Thì cái quan trọng nhất là cái message, cái lời nói chuyện mà vô được cái lỗ tai của một người có thẩm quyền. Người ta phải về ngồi, người ta gác chán. Thì hôm qua mình đi bữa tiệc đó, có một người gì đó nói mình như vậy. Thì thấy cũng có lý đó nghe. Thì biết đâu ổng nghĩ là cái người dân nó nói có lý, thì ông ra ông đổi cái bạo lực một cái. Cho nên cái hệ thống của Mỹ, tất cả người Việt hải ngoại phải nên bắt chước. Tại vì Kiệt này đi ra một ra đường một ngày học một sàn khôn. Kiệt ngồi Kiệt nghiên cứu hết tất cả 5-7 nghìn người trong đó. Toàn là những người giàu có, mà họ có tinh thần yêu nước cực kỳ. Ông Trump ông nói khoảng mấy tiếng, thù ngồi đó nghe từng chữ luôn, nói tiếng Mỹ. Tôi không hiểu hết mà. Chỉ có một cái mình không dám giơ tay thôi. Giơ tay nói ổng cũng kêu mình đứng lì á, cũng giống trong lớp học vậy đó. Nhưng mà mình đâu có gì đâu nói. Nhưng mà ổng cứ nhìn có một thằng Việt Nam đó, địa ổng có cười. Thì đến lúc mà ổng nói dứt câu á, cái ổng hỏi ở dưới này có ai muốn lên khán đài nói chuyện không. Một tổng thống Mỹ mà kêu người ở dưới cứ lên khán đài nói chuyện, lấy cái chai nước cho đại tử nữa để vô, hoặc là con ngồi xe ra đi chứ vô mấy cái máy này kỳ lắm. Cái ông hỏi có ai lên khán đài nói chuyện không? Cái ở dưới mà lên á là phải đôn nay cho đảng Cộng Hòa 1 triệu. Chỉ cần nói 1 chữ có 1 triệu, mà nói 10 chữ có 1 triệu. Mà được nói trong vòng 5 phút trở lại. Cái ở dưới có mấy người giơ tay lên.
có một cái bà già Mỹ, có thể là triệu phú, mà bà nói tao đã đồng nay cho 110 triệu rồi, hôm nay tao lên tao nói mấy câu tao cho 5 phút thêm 1 triệu nữa, it doesn't matter. Cái bà lên bà nói chuyện, bà nói giống như thù, nói God sent him down here. Ông Trump lúc đó đứng cái bên phải không, cái bà nói God gửi ông Trump tới đây để mà làm cho cái thế giới này thanh bình. Bà nói God mà, tại lúc đó bà cũng 70-80 tuổi rồi, người Mỹ giàu mà. Bà nói toàn là giống như là phải ủng hộ ông Trump vậy, hay là một người không phải bình thường vậy đó. Ai cũng vỗ tay rồi bước xuống lặng triệu, tức là nói 5 phút lặng triệu. Cái hỏi xong cái bà đó, cái hỏi còn ai nữa không, xong ấy có ông kia cũng cỡ 40 mấy tuổi, I've been support him 3 million already. Tôi lên tôi nói chuyện lên 1 triệu thì ông nói we going to kick Biden out the White House, he make economy ở nước Mỹ này, tức là kinh tế nước Mỹ terrible, vân vân. Thì trẻ nó nói chuyện theo kiểu trẻ, tôi 1 triệu. Campaign của người ta là vậy đó, gây quỹ lên nói mấy câu là 1 triệu. Thì Việt Nam mình á, thí dụ như mở ra cho những nhà chính kiến của nước Việt mà lên nói đi, trời ơi bác Trọng có nhiều tiền lắm á, chứ đâu cần phải đi đốt củi đốt lò người ta rồi chấn cổ người ta rồi tử hình rồi này chi nữa không, trời ơi giết người tội chết. Thì Đảng Cộng Hòa người ta rất là hay, người ta có cái lời nói rất là professional và tự do tiếng nói mà. Có nghĩa là cái tiếng nói của người bình thường mà muốn đi thẳng tới ông Trump là phải đi qua những cái buổi tiệc này, những buổi tiệc gọi là rally này, campaign vậy. Thì cái tiếng nói nó vô thẳng. Việt Nam mình bây giờ có giàu kiểu nào mà muốn cái tiếng nói đi vô thẳng vô cái nguồn máy của nước Việt, mấy con nghĩ có không vậy? Dễ gì, trong quốc hội á, là trước khi ấy là phải đọc theo giấy mà mấy ông của mình á, là đảng đưa ra lên trên đài nói như sao nói như vậy. Còn cái này nước Mỹ ta tự do tiếng nói của dân, có thể là làm cái bộ lực ở ngoài đời. Một người không thích cái luật thuế này, không có thích bức tường nọ, không có thích ăn cắp lá phiếu, không có vân vân, thì họ nói chuyện thì ngày mai cái người là nói thẳng với công bộ lực đó, tại vì họ biết là ai mà trước khi họ vô đó họ biết cái người này là giữ chức gì thì họ giả bộ cầm cái ly rượu thôi qua chia ăn cái là họ nói thẳng. Thì xứ Mỹ người ta rất là open cái đó rất là hay á, thuộc công nhận cái kiểu mà tiếp xúc với người dân hay. Nhưng mà những cái người mà được bước vô cái buổi đó đều là được chọn lựa bởi CA hết, là cái lý lịch là phải clear, là phải rất là good, là phải là thứ gì á, chứ không phải thứ cùi bắp mà vô được đâu. Sorry, lần này nói cùi bắp. Thứ bình dân, xin lỗi. Đúng là hồi xưa lúc mà Hồ bắt đầu lên nói chuyện này á, không có biết rành tiếng Việt, chứ cũng không có chương trình, cũng không có lời nói bằng cái tâm suy nghĩ đâu thì nói cái đó. Tới ngày hôm nay thì cũng vẫn là vậy, nhưng mà hàng đệ tử mấy con ngồi đây cũng cỡ nhiều 50-70 người, thì mỗi người có mỗi cái idea, thì đi về núi thì mỗi người muốn hỏi câu của mình thôi, cũng giống như bác lớn tuổi thì hỏi về chuyện tâm linh, còn bác mấy đứa trung niên thanh niên thì hỏi về chuyện tương lai, thì mỗi người mỗi ý. Chứ giờ mình chọn một đề tài mình nói thì nó cứng nhắc, mà nên chọn một đề tài để nói, để mà nó cái đầu vô phụ nó nhẹ nhàng hơn, không có đi lạc. Mà khi chọn một đề tài để nói thì tội những cái người bỏ vé máy bay ở phương xa tới, người ta chỉ muốn hỏi chuyện người ta thôi, người ta đâu có muốn liên quan đến cái chuyện cộng sản sụp đổ hay không sụp đổ, người ta chỉ muốn biết là chồng tôi hiện giờ chết đi về đâu vân vân đó. Thì thôi mình cứ tạm thời như vậy đi, đến khi nào mà trứng rồng nó nở cái nổi danh này đó thì sẽ có cái ban để chọn cái lịch trình để nói chuyện và nói, ví dụ một tháng nói một lần, chứ mà nói hoài chỗ này với họ nhèm, cái tâm của chúng sanh họ chấp đó, họ không biết trân trọng cảm ơn. Thì họ bỏ thời gian, bỏ tâm huyết, bỏ tổn sức lực để mà lên, để mà calm họ down, để cho cái thời tận thế này
qua một cách nhẹ nhàng. Thay vì chú ông lên nói cả nước Việt người ta cũng náo động, không biết chuyện gì sẽ ra. Thì đây là một cái loại thuốc an thần cho mọi người, để mà nhìn về hướng tương lai tốt đẹp của mình. Còn những cái chuyện mà khổ bi kịch của ngày hôm nay đang xảy ra trên chính trường Việt Nam và trên thế giới, thì họ cũng cho cái đó là một cuốn phim sắp sửa chiếu. Còn cuốn phim đã chiếu xong là sư phụ đã nói rồi, thì họ cũng được cái phần an tâm. Còn mà không lên nói thì lúc đó cả quốc gia sẽ rối loạn, dân sẽ đứng lên lôi tù lầm xuống, nhốt vô chuồng cọp. Thì mới vô đề tài thì nói về phần thiên tâm thiên biệt. Cho nên từ nay những ngày tháng kế tiếp, từng xã hội đâu còn ngồi ở đây nữa đâu. Ngày mai ngày mốt là bay đi nữa rồi. Thì lý do đi là lo cho cái phần về đời. Trong bài kính thiên mẹ có nói đó, lại mang sứ mệnh đạo đời dương gian. Nghĩa là phân nửa con người ủy hộ là businessman, làm tỷ phú, 10.000 đô trên cái thẻ credit card. Ở bên đây thì phần đạo, rồi nửa đời nửa đạo, rồi đây nắm giữ giang sen, sau này sứ hội về Việt Nam để mà lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Thì cuộc đời của con của ông trời xuống thế gian của cái thời đại này phải biết hai thứ, biết một thứ cũng không có làm được. Ngày xưa năm 2007 cha lại gia thức nó đòi kiệt này phải vô chùa đi tu, cho nên bao nhiêu tài sản của cải thời đó cho hết, có cả 1.000 ao vàng đem ra cho mấy ông thầy Tây Tạng cho hết, đi qua Ấn Độ tu học, có cái building 50.000 feet cũng mở làm chùa, hiện giờ cũng đang ở dưới. Thì cái lại chứ biểu mình làm gì mình làm. Chuyện này cũng như là một con cờ của Thượng Đế, và nó đi theo cái GPS ở trong cái tâm thức của mình. Đến khi mà Đức Thầy với chị nè, mấy vị ngoài đó, những ngày trận đạo gì nói, hey, không phải vậy. Dù là phải, con là phải làm vậy vậy. Trả nợ cho Giang Sang, trả nợ cho 100 dòng giống Bách Việt đi, rồi lúc đó tuổi về già đó sẽ bắt chước sư tổ là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lúc đó mới được đi tu. Mấy vị nói gì mình quản hộ. Cho nên bây giờ thua mặc đồ đời trở lại để mà đi giao tiếp, tại vì những cái người bên Thiên Việt họ không hề hiểu về tâm linh là gì, họ chỉ biết có ma thôi, con người có linh hồn thôi, còn ngoài ra họ chả biết cái gì khác ngoài cái đó. Khi sư phụ ra đời gặp một người đời, sư phụ nói chuyện như người đời, chả ai biết sư phụ là người hiểu về tâm linh hết. Còn sư phụ nói chuyện về tâm linh, cả mấy ông thầy cũng nói không lại, tại mấy ông đâu có hiểu, ông chỉ đọc sách thôi. Còn mà nếu nói một cái nước Việt mà quá nhiều hận thù chồng chất lẫn nhau, đảng viên cũ, đảng viên mới, rồi đảng viên nam, đảng viên bắc, khi một nước Việt mà thay đổi thì sẽ có nhiều xô xát và chết chóc. Nhưng mà chuyện này bảo đảm sẽ không có giọt máu. Đó là vì cha đã dạy, các chư vị ở ngoài đó hồn phi sông núi đã dạy. Con xuống trần để mà dẹp cái ác, tức là búa liềm á, thế giới. Và để giải thoát. Nước Việt nó cũng giống như một con gà con vậy đó. Và bị một con rắn độc khổng lồ đó là ở trên đầu mình á, sắp sửa nuốt con gà này. Thì để mà giải phóng nước Việt khỏi cái gông cùng ngày đêm Trung Cộng nó thèm thuồng để mà nó nuốt chậm nước Việt. Chúng ta chỉ đuổi Trung Cộng ra khỏi nước chúng ta. Chúng ta chỉ lấy lại những cái gì tiếng nói tự do của nước Việt. Chúng ta không có làm hại anh em chúng ta. Cộng sản cũng là anh em, quốc gia cũng là anh em. Anh em một nhà phải hòa thuận với nhau. Nhưng mà thời gian đầu á, những cái đứa nó bị nhồi sọ, nó không có hiểu về màu cờ. Cái màu cờ, cái màu vàng là da vàng, ba sọc đỏ là ba dòng máu Bắc Trung Nam. Vậy chứ cái lá cờ đỏ sao vàng nó đại diện cho cái gì? Nó đại diện cho máu của thế giới.
xã hội chủ nghĩa, tức là đồ đồng đồ đá, người tỷ phú cũng giống như người ngu đần, phải một cái level sống bằng nhau, không có đúng. Còn ngôi sao chỉ là một cái tỉnh lẻ của Trung Cộng, thì mình muốn cái lá cờ nào, lá cờ ba dòng máu da vàng hay là lá cờ búa liềm, là cái búa là đập đầu, cái liềm là cắt cổ, muốn lá cờ đó hả? Cái búa là đập nát đầu người ta, cái liềm là cắt cổ, thì nó ra cái màu đỏ là lá cờ đỏ. Còn ngôi sao chỉ là một cái tỉnh của Phúc Kiến, cho nên mấy đứa nhỏ bển nó hôm nay phải nghe đó, 18 tới 45 phải nên có ý thức cho đó. Tới vì trình độ học vấn của nước Việt á, đứa nào cũng nói con học xong đại học lớp 12, nhưng mà trình độ của chị Cộng, lớp 12 của chị Cộng không bằng lớp 6 của trước 75 nữa, nên nhớ nha, không bằng đứa lớp 6 luôn á, mà học ngày học đêm, học toàn là cái gì nó nhồi vô trong đó, rối bùi cái đầu á. Trong cái buổi mà nói chuyện của ông Trump, chú Hùng nhìn thấy hôm nay đảng Cộng hòa nó đoàn kết dễ sợ lắm. Và những cái sắc dân giống như người da đen cũng bắt đầu hiểu được. Đầu tiên là vì họ quyền lợi giữa màu da, vì lúc mà thành lập nước Mỹ, người da đen là từ ở bên Phi Châu, thời xưa đi qua bên Anh Quốc và Âu Châu để mà làm nô lệ phục vụ. Rồi sau đó người Anh, người Pháp mang những người da đen từ ở bên đó đi qua nước Mỹ cũng là để cho phục vụ. Nhưng mà hôm nay họ cũng là con người, họ đứng lên và số lượng sinh sản của họ đông. Thì lúc đầu thì họ nghĩ là như vậy, nhưng mà bây giờ thấy quyền lợi quốc gia bị Trung Cộng sắp thôn túng cả nước Mỹ luôn, nhuộm máu quả địa cầu này thành màu đỏ đó, màu đỏ nãy giờ mình nói đó. Xưa mẹ cũng có nói cái này. Mà ngoài ra ông tướng Trump, tất cả những nhà lãnh đạo của nước Mỹ không ai có đủ bản lĩnh để mà dẹp cái màu đỏ này hết. Nên tất cả nước Việt chúng ta đó, sau này mà có giàu có thành một nước tự do, 6 triệu người tự như do qua lại, làm ăn tự do, con cháu chúng ta ở bển có thuốc men, có học vấn đàng hoàng lại, cuộc sống đầy đủ trở lại, chúng ta phải cảm ơn Trump. Chúng ta phải làm cái gì cũng phải có uống nước nhớ nguồn. Vì không có ổng, Trung Cộng với Nga không bao giờ bị tiêu diệt hết. Còn ở xứ Mỹ này, những thế lực không thích ổng là vì tâm hồn của nó vẫn là ma quỷ. Ma quỷ nó không có hiện lên là Cộng sản, nó cũng không có hiện lên là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ. Nó hiện từ trong tâm mỗi chúng ta. Khi ma quỷ trên trời thiên ma đó, nó hoành hành ở trận, thì xuống thế gian này nó trá hình ra đủ dạng hết. Trong gia đình vợ chồng hay là ba đứa con của hai vợ chồng, trong đó cũng có ma quỷ trá hình vô một gia đình nhỏ để mà làm cho cái gia đình không có hạnh phúc. Trong một cái tổ chức lớn như Thiên Tâm, mấy đứa con cứ nghĩ có ma quỷ trà trộn vô không? Cũng phải có. Là tự vì ma quỷ cũng là con của Thượng Đế, nó phải làm khổ những đứa con thánh thiện để những đứa con thánh thiện nó học bài học để mà tiến bộ. Chứ bây giờ không có người khảo thì đâu có đứa nào chịu học, hiểu không? Còn đứa nào mà khôn mà có chánh kiến á, mà biết nhìn rõ đó, thì thôi tôi đi theo tiên Phật Bồ Tát hơn là tôi sống lẩn quẩn trong cái cõi ta bà này, trong cái màn trượt đen tối. Tại ma quỷ nó sống trong màn trượt đen tối. Bất cứ một tổ chức càng lớn cũng vậy,
một cái đảng phái như Giang Chủ thì cũng có chánh có tà trong đó, cũng có ma quỷ và cũng có Phật. Cái đảng Cộng Hòa cũng vậy thôi, cũng có ma quỷ và cũng có tiên Phật ở trong, và cũng có thiên tướng ở trong đó. Cái đó là cái rất là rõ ràng. Ở trong một cái chùa, một cái tu viện cũng vậy thôi, cũng có một ông thầy ma tăng và cũng có một thầy là thánh tăng. Chỉ có phân biệt khác nhau, ma tăng nó tham tiền, tham gái. Thánh tăng đó là không có muốn xin ai một đồng nào để mà không có bị cái nghiệp đó. Cái nghiệp có nghĩa là mình nợ ai là mình phải đi tìm, mình trả, đúng không? Thì phân biệt, ma quỷ nó ham tiền. Còn Phật tiên thánh hoàn toàn chỉ làm để cho những người khác có lợi lạc, có nguồn vui và có hữu ích cho xã hội, cho quốc gia, dân tộc. Vậy nhìn lại những nhà chính trị nước Việt bây giờ, những nhà lãnh đạo bây giờ, họ làm cái gì thì cứ theo những cái lời này mà phân tích đi. Họ có làm lợi cho dân tộc không? Họ có làm lợi cho nước Việt không? Hay là họ làm lợi cho cá nhân? Cá nhân là ma quỷ, nghĩ cho cá nhân là con cháu của thiên ma, mà nghĩ cho đại đồng, cho tập thể, cho người xung quanh, đó là tiên Phật. Từ một gia đình nhỏ cho tới một cái tổ chức, cho tới một cái công xưởng, và lớn lớn hơn nữa là một cái tổ chức lớn như Thiên Tâm, cũng phải có ma quỷ trà trộn vô để mà thanh lọc ra những cái thành phần gọi là náo nhiệt. Bởi vì tương lai sư phụ không còn ở Mỹ nữa. Cái núi này cái hàng vạn hàng triệu người, khi sư phụ nổi tiếng rồi, bây giờ sư phụ chưa có nổi tiếng nha, thì rất là nhiều người về đây, họ không có biết gì hết. Cả khối người Việt 6 triệu người, họ sẽ tìm lại những cái người mà lên núi trên này. Nhưng mà nếu mà gặp những cái đứa mà không có chánh kiến, mà nó chạy theo náo nhiệt, mà mong cầu đi theo ma quỷ, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ kéo những cái người họ thiên trong tương lai theo ma quỷ. Còn những đứa chánh kiến chư hồ chỉ cần một đứa đệ tử thật thà trung thành mà hiểu thôi, thì sẽ kéo hàng tỷ hàng triệu người có chánh kiến về núi Thiên Long Sơn. Đó là hôm nay vừa nói thật. Tôi nói có cuộc sàng lọc, đại sàng lọc. Ở bất cứ tổ chức nào cũng có chánh có tà. Ở trong cái mặt trăng 30 ngày thì đêm 30 là tối thui, đêm trăng rằm là sáng. Nhưng mà ở giữa nó cũng có nửa cái mặt trăng, cũng nửa sáng nửa tối. Con người chúng ta cũng vậy, cũng có buổi vui, buổi buồn. Buổi vui chúng ta đầu óc minh mẫn, ra đường làm được nhiều chuyện hữu ích, gặp được nhiều đối tác và ăn nói lưu loát, và không có bị phỉnh, bị gạt để tốn tiền. Còn bữa nào chúng ta buồn ra đường á, gặp bữa đó bạn bè rủ đi nhậu xỉnh cái, trong lúc xỉnh hứa hay làm này làm kia hay ký trên cái bàn nhậu là chúng ta tiêu. Bởi vì có cái câu là khôn 3 năm mà dạy 1 vợ, tu cả đời á mà bị đọa 1 khắc á. Họ thiên chúng ta cũng phải vậy. Đó là cơ trời. Những lời của Thiên Tướng Kiệt này nói từ trước Covid năm 2018. Chiến tranh nó sẽ xảy ra từ ở Trung Đông, rồi sau Trung Đông nó sẽ lan ra tới Á Đông, rồi Thế chiến thứ 3 bùng nổ. Rồi sau đó tất cả những cái sẽ đi vào quá khứ, dùng cái danh từ cũ gọi là chìm như tàu Titanic. Thì trong đó có cái ác mà khủng bố, có cái ác đầm lầy, có cái ác tiền tệ quốc tế giàu có, có cái ác những nhà độc tài, và cái quan trọng là cái ác búa liềm. Búa liềm còn lại 4 nước, đó là Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam
Cuba. Nga Xô Putin bây giờ nó thuộc cũng là cái ác, nhưng mà nó không phải là nước cộng sản mà nó là nước độc tài thì cũng là cái ác, tại vì nó hậu cộng sản. Cái bài Chính Thiên ra đời đầu tiên đó mà ngài Trần Hưng Đạo dùng cái đó để làm kim chỉ nam để mà thanh lọc cái quả địa cầu này á, Chính Thiên đã chiếu xuống trần: con ơi, hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính Thiên đã chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ở thời cơ sao. Bài đó là ngay trong cái thời điểm mà lúc 14 tuổi Hù nằm lên đên trên biển bị hải tặc Thái Lan. Thì trên mẹ mới nhìn thấy thằng con của mình đó, mẹ bóc ra khỏi nước Việt để mà mẹ nói, nếu mà mẹ không có đem con ra khỏi nước Việt đó, con ở trong đó, con sống con cũng bị nhiễm giống như những nhà lãnh đạo tham nhũng bây giờ, con cũng sẽ làm một chức vụ phi thường. Tại vì Hồ thông minh từ lúc mới nhỏ mà cái bài Kính Thiên ra đời vì Kính Thiên đã chiếu xuống trần, giống như cặp mắt của mẹ nhìn xuống. Rồi sau đó cha mới ra cái bài Kính Thiên thứ hai, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, ra bài này ngày 19 tháng 2 năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn, để mà lập cho cái đạo, để cho hậu vận sau này dùng cái bài này cho cái đạo ra đời, để mà lo cho nước Việt có cái nền đạo đức. Chứ mình không có học theo các Marx Lenin nữa nha, mình học theo thiên tâm là kinh Phật, từ bi bác ái, lấy từ bi xóa bỏ ân thù, lấy bác ái để mà giao du với thế giới, lấy đức độ để mà trị chúng. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, ban cho Thái tử là người lập ra, sư phụ là con thiên thượng, nửa người phàm nửa không còn phải người phàm. Hôm nay mấy vị kêu con cứ xưng là vua, con là vua Kiệt Hồi Quy. Đức thầy nói, mấy vị cũng nói, tất cả các vị nói, hôm nay giờ chót rồi, không nói họ không có hiểu. Còn người nào mà nghi ngại hay là người nào còn chấp tướng, chấp lời thì đó là lỗi của họ, con không có lỗi, con có quyền xưng. Sư phụ được phong ấn trở lại, những hòa thượng lớn ở đây có mấy clip làm chứng. Bài Kính Thiên ra đời để mà ra cái đạo, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, thờ ông trời mà làm sao mà tà được, học Phật thì làm sao mà tà được. Nhân lễ nghĩa chí tính, cái đầu tiên á, là những bộ trưởng hay những đại tá hay đại tướng mà chỉ giữ giới số 1 thôi là đã không có tham nhũng. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, nghĩa là mình học theo Tam Đại Tạng Kinh, tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì Thái tử nghe ta, từ nay làm giáo chủ phải oai phong, thay trời không mê theo sát phàm trần, tu sao cho xứng với ân Thượng Hoàng. Sư phụ đã được hội đồng chư Phật ở trên trời, và được cha, được các vị hùng thiên sông núi nước Việt chọn hàng nghìn năm về trước, để hôm nay mang thân người để mà lập về cái đạo. Và ở trên cũng biết, ở vào thời tận thế này, con người không thể thay đổi được con người, mà chỉ có người trời xuống đây mới thay đổi được một cái cuộc sống mới cho con người. Thì trong kinh điển Phật giáo cũng có nói là ở vào thời tận thế,
Khi quả địa cầu thay đổi khí tượng, rồi kinh tế, rồi chiến tranh, rồi bệnh tật, Covid rồi đó. Khi những cái đó mà cùng xảy ra một lúc thì sẽ có một chuyển luân thánh dương xuất hiện. Chuyển tức là chuyển từ cái ác thành ra cái thiện. Từ một cái công thức sống cũ thành ra một cái công thức sống mới. Công thức sống mới là chúng ta sau này không còn dành với nhau cái hòn đảo mà ranh giới không cần nữa. Người đi không cần passport nha. Thể đi tự do trên thế giới hết. Vì sau này những người dưới vô họ xuống đây, họ cho chúng ta những cái technology mới. Họ cũng là con của Thượng Đế. Khi nhân loại ở một cái thời vàng son thì họ không có còn tham nhũng nữa. Có nghĩa ai cũng sống giàu có, ai cũng văn minh. Họ có cần phải đi tham nhũng, đi về gòn mót từ đồng từ cát không? Hôm nay tiệm vàng ở bên Việt Nam á, cũng bị người ta vô tìm cách mọi cách để trực thu giật nữa. Rất là đi ăn cướp, mà ăn cướp gọi là ăn cướp có súng á, ăn cướp công khai không biết không. Một cái xã hội như vậy thì làm sao mà dân sống nổi. Trong những cái bài tiên tri, những cái bài sấm cơ nói lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Nó cũng trùng hợp với cái câu bài Xuân Hạ Tác Phùng Thư của Đức Thầy. Chớ nông nải sanh si hư việt, phải đợi thời vô kiệt hội. Thời xưa bên Hòa Hảo người ta đâu có biết Kiệt là ai. Hôm nay sư phụ tờ có cái tên Kiệt, Đức Thầy cũng nói đó là tên của con giải thích cho họ đi. Con nghĩ thử trên thế gian này bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu vị Lama của Tây Tạng tu giỏi, có thần thông, biết được nhiều chuyện. Nhưng mà tất cả những gì đó không có được lệnh để mà lộ thiên cơ. Ai lộ thiên cơ là chết. Còn kiên này được bề trên cho lộ thiên cơ để mà cứu nhân loại. Cho nên cái những cái đám tà mà nó không có hiểu về tâm linh đó, nó cứ nghĩ là anh là Bồ Tát, anh lộ thiên cơ là anh mệt. Nếu không lộ làm sao hôm nay các con ngồi đây gục đống. Nước Việt hôm nay á, làm sao mà có mấy chục triệu người quay tâm. Cái gì nó cũng có cái đúng, đúng theo cái tâm nhiều màu nhiều sắc của họ, nói theo họ nghĩ đúng là đúng. Nhưng mà nếu mà đã tin họ là một leader, một giáo chủ, là con của thiên thượng, được hội đồng chư Phật, được cha ứng chứng xuống, thì một người rất là phi thường á. Không biết ca mà hôm nay cũng biết chút chút, mà ca sĩ nó ca 3 bản á, nó mệt. Thuộc ca 3 tiếng á, 100 bản không biết mệt á. Con nghĩ lúc xưa mấy đứa kia nó quậy biết mà. Nhưng mà không có ham ca. Nếu mà ca để cho nó cái sự hòa đồng với mọi tầng lớp, là một cái gì nó cũng phải có người trẻ, người lớn. Rồi người lớn thì không thích cái đó, người trẻ thì lại không thích cái kia. Nhưng mà mình độ là mình độ cả già lẫn trẻ, chứ không phải mình độ một cái số lượng, một cái nhóm nào. Cho nên ở đời kiểu nào cũng khó vừa lòng chúng sanh. Nếu mà vừa lòng, ngày xưa Phật Thích Ca đã thành Phật thì đâu có nạn mà bị người ta bỏ, không cúng dường đồ ăn để cho Phật đói, hay là gãy đinh, gãy gai cho Phật đạp. Chúa cũng bị đóng đinh. Chuyện này cũng cho đó là chuyện bình thường, không có gì gọi là lớn lao hết. Đường ta cứ đi. Chuyện này như con ngựa bị chia hai mắt, làm cái gì á đều có lệnh bề trên mới làm. Mở thiên việt cũng là có lệnh bề trên mở thiên việt. Đi giao du gần mấy tháng nay là vì thiên việt là sư phụ giải thích như một chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm khi nó rời khỏi cảng San Diego thì nó dựng cờ, thổi kèn, rồi mấy thủy thủ yếu đoàn rồi đứng trên tàu chào rồi bye bye nha, tạm biệt. Thì nó phải làm rình rang lúc đầu. Rồi cho nên có cái cương lĩnh. Ai muốn coi cương lĩnh thì vô kênh Ngô Tấn Kiệt Official đã nói rõ. Cương lĩnh nó lập ra cũng không phải là bình thường nữa. Rồi khi mà tàu ra thì sao? Thì phải lặn xuống mới hoạt động. Lặn xuống thì hôm nay những cái người mà lỗi lạc mà theo thiên biệt rất là đông. Mà những nhà trí thức không, người ta cũng đâu có muốn bị nhạy cảm đâu.
người ta cũng đâu có muốn là cộng sản biết họ là trong đảng Thiên Việt tại chuyện này thời mà. Hai anh em ruột, hai ông đều theo Thiên Việt mà hai ông về nhà nói chuyện, hai ông hại không biết là mình cùng theo ông Kiệt. Cả hai bác áo ôm cũng đã vậy, tại vì một lời của thụ nói là nó lưu truyền nghìn năm mà. Cho nên bất cứ đứa nào, bất cứ người nào mà vô Thiên Việt là thụ giữ bí mật. Không có cái website hay không có một cái hồ sơ nào lưu trữ tên tuổi hết. Là vì những người đó đã có ấn định, ồ anh giữ cái chức thủ tướng, anh giữ cái chức bí thư Sài Gòn, anh giữ chức bộ công an, mình sẽ gọi là bộ cảnh sát chứ không có công an nữa, anh giữ chức này. Thì một khi một cái chế độ mà thay đổi thì những người có chức vụ họ biết họ làm gì, và đồng thời ngày hôm nay họ cũng phải practice bằng cách mà mô tưởng, và đồng thời họ phải dùng những cái technique của họ. Đến khi mà sự việc xảy ra thì họ làm gì cũng giống như tập trận vậy đó, tập trận ở ngoài biển vậy đó. Trong đó có đảng viên về hưu, trong đó có những bác HO trước 75, cho nên phải đi ra nước ngoài. Ví dụ như bây giờ hưu đi Singapore mấy tuần trước, thì trong đó người ta đi ra Singapore qua Thái Lan dễ để gặp mặt đúng không? Cái giờ cho bên Mỹ sao họ có passport qua Mỹ. Bây giờ mình đi chiêu hồi, mình đi tìm Khổng Minh thì mình phải chịu khó. Mà khi chịu khó thì phải bỏ núi. Bỏ núi rồi bỏ mấy đứa đệ tử ở đây ăn uống rồi ca rồi náo nhiệt. Thì lại buồn cái lại trách mình. Ôi sư phụ đi chơi nhiều quá. Sao không nói là sư phụ đi làm công việc lớn đi cho 100 triệu dân đi. Cứ nói sư phụ đi chơi. Con thấy tức cười không? Nhiều đứa thiệt á. Chẳng lẽ điên lần kéo cả mấy trăm đứa ở đây đi lên đại chiếc máy bay của người ta. Một đi một cái đoàn người á, mà một đứa bị kẹt lại hay là bị kẹt chuyến bay thì cả đoàn cũng không vui nữa. Nên nhớ, hơi thở là hơi thở chung trong một cái chuyến đi 10 người, 20 người. No hay là đói lạnh cũng là cùng chung thầy trò sống cảm khổ như vậy, nó mới cái tình nghĩa. Một đứa mà đói bụng ở trong khách sạn cho phụ cũng ngủ không yên nữa đó. Nó không phải là đơn giản mà đi. Rồi trong một cái nhóm 10 đứa, 20 đứa, đứa này không hợp đứa kia, họ cũng bị mất thì giờ. Thay vì thì giờ vui hay thì giờ lo chuyện lớn. Cho nên nhiều chuyện để mà mình ghép lại. Kỳ sau vẫn là Vanessa đi. Vanessa ngồi đó. Còn thêm chuyện nữa, ví dụ như kiểu dẫn Thiên Tươi nãy ngồi đi ho cà khịch, chắc qua bển thì phụ chạy đi ra tiệm CBS mua thuốc ho cho Thiên Tươi. Còn mấy đứa trẻ này á, sư phụ chỉ cần khát nước thì ho thôi, là tự nó phải đi mua thuốc ho cho sư phụ uống đúng không? Thì là đa số là mấy đứa có sức 40 tới 30 rồi vậy đó, 45 rồi nó có sức thì đi theo để mà giúp. Chứ đi làm một mình á, đâu phải dễ làm là thành công đâu. Ở sau lưng có một người hay là vài người phụ nữ mà có tài thì ở trước mặt người đàn ông nó mới thành đại nghiệp được. Nên nhớ, tất cả đời nào cũng vậy, nguyên thủ quốc gia nào cũng vậy, những ông lỗi lạc nào cũng đều vậy. Chứ giờ đưa ông đập rửa giống như Hồ dẫn Thiên Hải hay dẫn Cường đi theo, con nghĩ như sao? Nó đứng như cục đá rồi, nó đâu có linh động đâu. Nhưng mà cái gì ấy, nó cũng có cái cộng và cái trừ. Trong đó những đệ tử không hiểu thì nó nghĩ về cái phần gọi là đố kỵ ấy, thì nó nói chuyện nó nghĩ khác, thì nên tâm của chúng nó phải sửa lại. Nói chung làm gì trong như hạt ngọc như kim cương, con phải tin tưởng cha, tin tưởng sư phụ. Tới giây phút này, giây phút chót, đứa nào cũng bị khảo hết, khảo từ tư tưởng cho tới hành động, tới lời nói. Phải cẩn thận á. Cái này nắng hoài, tấn công hoài ha, vô đây cái nữa. Ok rồi, mấy đứa tự hơi sai, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Chứ dù nói ngồi nói hoài cũng vậy ha. Sư phụ, coi như đệ tử từ ở xa, ở Philadelphia đến đây để dặn là gặp
Philadelphia làm đệ tử. Vì nãy giờ phụ nói chuyện về thiên quyền chắc con không hiểu gì hết. Dạ hiểu chứ, thời gian qua ba theo dõi giờ đôi khi cũng đến để muốn đây, làm đệ tử hay chút vẽ mấy cái miếng miếng gì đó để chút làm. Còn bây giờ thì mấy đàn ông ngoài đó có muốn hỏi cái gì quan trọng thì cứ hỏi. Sư phụ giờ 2 tuần mới lên clip một lần, thì ai muốn hỏi cái gì để cho người ngoài kia hiểu biết á thì nên hỏi. Cứ bấm Google, click Google, Thiên Tấn Kiệt Google. Ở đây nè, Thảo nè, Thảo Cali đang ngồi đây, người nổi tiếng. Thảo hỏi gì không? Thảo Cali ngồi nè. YouTuber Thảo Cali. Em là siêu YouTuber. Thì em hiểu cái hệ thống truyền thông này nó ghê lắm. Mỗi lần anh nói như vậy em lưu truyền hàng nghìn năm. Và ngày mai thôi nó lan rộng ra khắp thế giới, không biết không? Ở Việt Nam người ta lấy mấy cái kênh của hữu cũ với mới, người ta xếp vô cái USB, người ta coi TV từ sáng tới chiều khắp các tỉnh thành Việt Nam. Tại cái giọng của anh á, nó khác hơn cái giọng của người thường, nó không có hay bằng Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà giọng anh là giọng con của Thượng Đế, giọng của Bồ Tát, thì cái âm thanh gọi là điển thanh á, nó làm cho con người tỉnh táo. Trừ được Comathon nè, trừ được Bùa Thái Lan nè, trừ được ma quỷ nè. Cho nên cái âm thanh của anh á, nó khác âm thanh của người thường. Thí dụ như ban đêm, một người có thể để những cái câu hay gì trên cái đài nó nói hay là ông thầy nào, anh không phải tự khen anh, nhưng mà để cái tiếng nói của anh trong nhà đó ban đêm á, ma quỷ nó cũng không dám vô nữa. Tại vì 36 tầng trời, thiên long bát bộ, tất cả thổ địa thổ thần, hồn thiên sông núi và cả ma quỷ nữa, nó nghe âm thanh, họ nghe âm thanh sư phụ, họ nghe âm thanh kiệt, họ cũng rất là thương đức trọng quỷ thần kinh, cho nên cả ma quỷ cũng thương anh nữa, chứ không phải chỉ có tiên Phật không đâu. Vì anh đã xuống quả địa cầu này rất là nhiều kiếp và làm cho rất là nhiều thứ cho nhân loại, đã hóa thân ra rất là nhiều dạng người trên cái quả địa cầu này, từ người thời Ai Cập cho tới người Ấn Độ, rồi từ ở bên Tàu, Phật ở bên Tàu, hôm nay đổ về Nam đây đó. Đức Thầy cũng từ bên Tàu về Nam. Ngày xưa anh là cơ xương tiêu diệt Chủ Dương, lúc đó Đức Thầy đóng vai là Khương Tử Nha. Tất cả em chưa hiểu tâm linh nhưng mà nó là thật hết. Lời anh nói đây là 100 triệu%. Ở trên cho nói em đã nói. Thì mỗi một cái thời đại thầy trò đều đi chung với nhau để mà lập ra một cái màn mới, một cái xã hội mới để đưa nhân loại thăng tiến. Mục đích chúng ta ngồi đây 100 năm vô thường, chết vô ngã là mục đích chúng ta để học. Học cho cái gì? Không phải học cho cái tài sản giàu có, nhà to cửa rộng, hay là học để dành của để cho con cháu, mà học để cho thăng tiến cái thần hồn, để cho tâm hồn nhẹ nhàng khi mà rời khỏi thế gian này, không có gì gọi là luyến tiếc mà đi về trời. Cái nhiệm vụ của anh nó khác hơn nhiệm vụ của những người lãnh đạo khác. Nhiệm vụ của anh chính của cái màn này đó là lập cái đạo lưu truyền 3-4 nghìn năm hậu thế, và cái chính nữa là đưa tất cả nhân loại kỳ này 96 vạn ức linh hồn được đi về trời, chứ đạo Phật không có đưa được bao nhiêu người. Sau này nhân loại sẽ dùng cuộc đời của anh từ lúc mới sanh ra cho tới lụi vượt biên, rồi tới lúc làm chủ hãng, rồi tới lúc mua núi. Với gần tỷ phú nó không có lo ăn chơi đi, nó bỏ mấy chục triệu nó mua cái núi này làm gì. Lập cái đạo đâu phải ai cũng lập được, những vị thầy, những vị hòa thượng đều biết để mục đích cho hậu thế biết là ông trời có thiệt, có ông trời có thiệt.
những thế giới vô hình siêu nhiên đang điều khiển cái thế giới hữu hình chúng ta. Chúng ta là thế giới hữu hình, giống như đàn gà đàn vịt trong chuồng. Thế giới vô hình giống như là chủ của đàn gà đàn vịt. Chúng ta là một đàn kiến thôi à, mà chúng ta cứ làm oai rồi ăn hiếp lẫn nhau. Đó là thiệt á, là thế giới vô hình điều khiển thế giới hữu hình. Thượng đế có quyền phạt và thưởng chúng ta. Chúng ta muốn giàu có thì phải đeo dấu thiên tâm. Chúng ta muốn sống thì phải đeo dấu thiên tâm. Chúng ta muốn vượt qua đốt củi đốt lò phải đeo dấu thiên tâm. Bà Trương Mỹ Lan hôm nay thoát khỏi cái nạn tử hình cũng là nhờ cho vụ khấn. Bà cũng phải đeo dấu thiên tâm bữa nay với hàng đệ tử của bà. Hàng đệ tử bà qua núi kiếm cho phụ, năn nỉ sư phụ mới làm chứ không phải không đâu. Hàng thóp á, sư phụ ngoài nói chuyện cộng đồng ở đây, đông người ở đây cho trăm người, nhưng mà những cái ngày lễ đó họ lén qua gặp sư phụ nhiều lắm. Dù không có thể nói là vì họ những người có tên tuổi. Nếu không nhờ không làm, nhờ thì phải làm. Bồ Tát đừng có để cho Bồ Tát thấy, đừng có để Bồ Tát nghe, thì phải nghe thấy là chịu không nổi. Không cần biết người đó có đại trọng tội. Ở cái thời đại tận thế này, ở một cái nguồn máy cộng sản, không có tội cũng có tội, có tiền là có tội. Mà ở trong cái nguồn máy mà không làm giống như họ, họ cũng bị loại ra khỏi cái nguồn máy. Cho nên con người không có tự chủ. Bả không làm vậy, bả cũng đã bị loại. Bả không có tiền, bả không có bị bắt. Ở cái xã hội Việt Nam bây giờ có tiền là có tội, chứ chả ai có tội hết. Người nào có cây súng là người đó có quyền, người đó không có tội. Người nào mà cõng rắn cắn gà nhà để mà mượn thế lực của rắn, họ nghĩ họ không có tội, nhưng thật sự họ đại trọng tội. Xét xử nước Việt sau này sẽ ghi rất là rõ, giống như Tần Cổ với Nhạc Phi vậy đó. Ở một cái thời đại đảo điên làm cho con người chúng ta điên đảo, có tiếng nói chuyện này ra đời đại diện cho thế giới vô hình để nói lên những lời thật, lời thiệt, nói lên những cái gì mà những người thường ít có biết. Là vì chuyện này được dạy dỗ bởi những vị thần linh, những vị siêu hình. Mà cái cách tiếp xúc như thế nào thì đa số đệ tử ở gần đều biết hàng ngày luôn á. Giống như mới hồi nãy, cứ mỗi tối hay là mỗi buổi ngồi thiền hay là mỗi buổi hội họp với mấy bác hát ôm bên cao đài sao. Cho nên khó mà giải thích cái này lắm. Mà nếu mà một người mà không có tiếp xúc gì với những đấng thần linh bề trên cao thì năm nay đâu có nói gì chúng rồi đó. Chúng gần hết rồi đó, 90% rồi đó. Đâu có phải nói là để cho bung vơ rồi nói suông đâu. Cái núi Thiên Long Sơn này chỉ là cái móng thôi, một cái nơi thao trường thôi. Nước Việt với núi Cấm sau này mới là nơi luyện võ đó. Thiệt á. Chuyện này hôm nay beginning of all the beginning, tức là khởi đầu của cuộc khởi đầu, để mà trong những tháng kế tiếp để mà dẫn 6 triệu người về nước Việt, để mà cứu dân tộc đang lầm than đói khổ, quốc gia không có còn trật tự, không có còn dưới nghe trên nữa, và cái thể chế cả những nhà lãnh đạo cao cấp họ cũng không có tin cái thể chế đó sẽ tồn tại nữa. Họ chỉ níu được ngày nào hay ngày đó để họ cho cái túi tiền họ đầy rồi họ cũng dâm. Còn Mạnh Ai hiện giờ là đang Mạnh Ai nấy sống, mạnh hiếp yếu, yếu yếu ăn hiếp những người yếu thế hơn. Cho nên một cái xã hội như vậy thế giới sẽ không có nhìn nhận và không có ai dám vô đầu tư làm gì. Đừng ở bển bây giờ mà ai nghe quảng cáo đầu tư thế này thế nọ đều là phỉnh gẹp. Trên thế gian này
không có ai nói láo bằng cộng sản hết. Nên nhớ ở trên nói, và người cộng sản không bao giờ có tình đồng chí hay là bạn bè thân hữu, mà họ chỉ có hận thù oán ghét và quyền lợi lẫn nhau thôi, vì họ đã được đào tạo bởi như vậy. Gán mình nhớ lời này, đó là lời của bà trên nói. Rồi cái cũng bị mâu thuẫn, nếu như vậy tại sao sau này lại lấy ân báo oán? Là vì nếu mà không làm như vậy một lần, nó sẽ như màn nhện hận thù chồng chéo lẫn nhau, nước Việt chậm phát triển, sẽ mất đi những cái quyền lợi lớn hơn. Nếu mà chúng ta đem những cái người làm ác của cái nguồn máy ác ra để trả thù thì quốc gia sẽ bị chậm tiến. Những người làm ăn thương mại ở Mỹ này phải đều phải đi học, chuyện này cũng đi học một cái khóa, chuyện này từng làm CEO, làm president, làm founder, làm chủ, hôm nay làm founder, cái người sáng lập viên, founder sáng lập viên của Thiên Tâm, cũng là founder, cũng là sáng lập viên của Đảng Thiên Việt. Cho nên cả cuộc đời đều là leader không, founder với CEO với president, thì phải học một khóa là cut loss. Cut loss dịch tiếng Việt nghĩa là cái gì á, giống như Tào Tháo nói vậy đó. Một là đánh, hai là tiến, không có án binh bất động mà hao binh tổn tướng, nghĩa là không có trả thù. 1.000 tỷ hút tài nguyên thiên nhiên và tài sản của nước Việt để mà luồn ra hải ngoại, quên đi, mình lấy 1.000 tỷ ở trên trời rơi xuống của thế giới đưa cho mình, và đồng thời mình dùng con cháu của những cái người mà tham nhũng đó để mà là những nhà đầu tư lỗi lạc trong tương lai, mang 1.000 tỷ đó ngược trở về nước Việt để mình mau phát triển, thì cái chiêu nào lợi hại hơn? Thay vì bắt ba nó, thay vì lấy tiền của nó, cả cuộc đời làm hư cuộc đời của nó sẽ thù. Rồi đồng thời nó cũng không có phải là đem tiền về nước Việt nữa. Sau này mình mở rộng vòng tay để cho tất cả những đồng tiền mà họ mang ra hải ngoại, con cháu họ mang ngược về, để mà con cháu họ sống đời đời giàu có. Nước Việt, chuyện này làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho nước Việt, chuyện này không có làm việc cho cá nhân bất cứ một cái tập thể nào hay một cái tổ chức nào. Cho nên cái lối suy nghĩ của Kiệt đó, sẽ bất đồng với những người hải ngoại vì họ hận thù với cộng. Nhưng mà cái lối suy nghĩ của Kiệt là lối suy nghĩ của siêu trí tuệ, của xuất thế gian nó khác. Rồi cho con của con ông cháu cha nó sung sướng một đời đi, tới đời cháu chắc nó đâu còn biết gì là cộng sản quốc gia nữa. Nó chỉ biết nó là người Việt và nó phải yêu nước Việt và nó phải phát triển nước Việt. Giống như con của Tô Lâm đi, một đời, hai đời, ba đời cháu nội Tô Lâm sau này cũng là những nhà lỗi lạc của bộ cảnh sát cũng không chừng nữa. Tại vì ông cố của nó làm cảnh sát, làm công an quá giỏi, đốt củi hết luôn, đốt luôn bạn chí cố của mình nữa, thì nó cũng phải học ít nhiều, thì cho nó ra làm chức bộ trưởng bộ cảnh sát nữa. Kiên này đi những cái đường người đời không bao giờ nghĩ được. Gọi là lấy từ bi xóa bỏ hận thù. Mình không có tính những người làm ác, mình không có tính sổ những người làm ác. Tại cái nguồn máy nó đã ác rồi. Bây giờ tất cả các đệ tử có hiểu được, một cái hàm nước đục thì những con cá trong đó nó phải tự nó tranh đấu nhau để nó sống, chứ còn thả cái con cá nó ở nước trong, nó đâu có đi cắn lẫn nhau đâu. Sau này nước Việt là một nước trong sạch, một tiếng nói tự do, và những người thông minh lỗi lạc có ăn học ở những trường đại học của Mỹ về để mà nắm chính quyền, để mà đưa ra những cái đường lối chính sách mới, không còn tham nhũng nữa, quan trọng là không có tham nhũng, thì nước Việt đâu có phải như nước Việt ngày hôm nay. Lúc đó cả thế giới phải sắp hàng, di mạch nó phải sắp hàng để mà nó xin vô để mà đầu tư. Trung Cộng không còn cơ hội nữa. Bữa nay nói chuyện đời nhiều quá hả?
không có nói chuyện đạo á. Đạo cũng nhiều rồi, nhưng mà cái đầu của con già rồi, con đâu có hiểu chuyện đời nhiều đâu. Nhưng mà lâu lâu mấy cái này nè về nghe lại. Ở trên thế giới chỉ cần nhiều lúc mình nói cái này chung chung tràn gian đại hải 2-3 tiếng, chỉ cần một câu nói của chuyện này thôi mà người mà hiểu được cũng có thể thay đổi đời sống của họ. Có những người không có chịu nhẫn nại mà nghe hết câu chuyện mà cứ chụp vào cái hình tứ. Chuyện này chưa từng được huấn luyện và truyền thông, cũng chưa từng có phải là nhà sứ công viên hay là những nhà chính trị lỗi lạc. Chuyện này nói bằng điển thanh, nói bằng lời chân thật. Con của ông trời qua Mỹ không biết tiếng Việt, lớp 4, 75 vô chuyện này làm ruộng ở Mỹ Lâm á. Ngày ban ngày chưa nắng, chang chang đen như miên, ở trần không có cái áo mặc nữa, rồi vừa nắng xong rồi mưa, cho nên lúc nào cũng làm ruộng, gặt lúa, trồng cây hay là cấy mạ vậy thì biết hết. Lúc 10 tuổi, 8-9 tuổi, ngủ dơ dơ giữa ngoài chòi ngoài đồng, có gì ăn đó. Rồi khi qua Mỹ cũng vậy, không có thân nhân thì cũng sống bờ, sống bụi, ngủ ngoài xe. Cho nên những cái lời này lời thật, không có được dạy dỗ một cách professional, gọi là một cách gọi là như những nhà truyền thông của người ta, phải không? Rồi ăn học cũng chẳng bao nhiêu tiếng Việt, nhưng mà học Mỹ thì dĩ nhiên rồi. Lớp từ lớp 9 hết đại học, rồi làm kỹ sư, rồi mở hãng thì là phần Mỹ thôi. Mình đang nói về phần tiếng Việt, tại hiện giờ mình đang nói tiếng Việt, mình đáng nhờ phần tiếng Việt lớp 4. Nhưng mà trời cũng thương, từ năm lớp 9 tới năm lớp 12 học ở trường YB gần đây nè. Rồi nó có cây xăng ở đường số 4, đường Quy Lâm á, là hiện bây giờ là ngay chợ Đà Lạt đây, mà nó ngay trường San Jacek hiện giờ. Thì nó đi khoảng 7-8 phút là tới đó, thì đúng 2:45 thì Kiệt cũng phải ra đó bán cây xăng. Bán cây xăng ở trong cái nhà lồng kiến đó, bấm bấm thôi. Thì làm bài gì, chừng tiếng hồi là xong. Thì nguyên một buổi làm là 8 tiếng, 10 tiếng, thì nó rảnh dữ lắm. Ban đêm vắng người, không ai đổ xăng thì ế lắm. Mà ngày nào cũng điện thoại vòng vòng thì bạn bè nó tới thăm, thì ghé cây xăng nó thăm. Nhưng mà cũng có những lúc khuya 10 giờ trở lên tụi nó đi ngủ, thì mình cũng đâu làm gì. Hồi thời đó ở library, tức là thư viện của San Jose, sách tiếng Việt nhiều lắm, ở đường Santa Claus á, ngay cái chỗ mà gần Convention Center bây giờ. Ở trong đó có khoảng 1.000 cuốn sách, đủ hết. Từ là chuyện Quỳnh Giao nghe, xưa phải đọc Quỳnh Giao tại lúc thời yêu đương, Hải Âu Phi Sứ đọc hết nè nghe. Rồi sao tới đọc luôn chuyện Dương Nam nữa nghe, chú Tư Cầu nữa nghe, rồi tới tiêu chuyện Dương Anh, tại trò chuyện Dương Anh là giống hoàn cảnh của mình nghe, rồi Dế Mèn đồ, coi như 1.000 cuốn sách ở trong cái thư viện đó. Rồi chuyện Kim Dung nữa, Thần Điêu Đại Hiệp, rồi Sở Hán Tranh Hùng, rồi Binh Thư Tôn Tẩn, trời ơi, đến đọc Binh Thư Tôn Tẩn đã, tại vì mưu kế phải không, rồi Tam Quốc Chí, chứ là thời đó chưa ra phim, mà chuyện này đọc sách hết, cả 1.000 cuốn sách trong thư viện. Đọc muốn hết luôn. Tại vì nó 4 năm trời mà ngồi rất là buồn, mà không đọc sách thì chịu đâu có nổi. Mà nhờ đọc sách cho nên nó mới có một chút kiến thức tiếng Việt. Mà được cái thời đó không có sách của Hồ Chí Minh, có chắc cũng đọc luôn á. Nhưng mà có cuốn sách Đại Học Máu của một cái bác mà đi ở tù. Cho nên rồi 4 tướng Đà Lạt, Nguyễn Văn Hai, Trần Nhân Đôn, Đỗ Văn Mậu, rồi tướng Nguyễn Khánh, tức là những cái thời đại triều nhà Nguyễn, kiệt này đọc hết. Chính chúa 13 đời vua. Cho nên bây giờ nói cái gì về Việt Nam, chuyện này cũng đều biết, là nhờ 4 năm học trung học. Rảnh mà, rảnh rỗi xanh nông nổi gì đó. Nhưng mà mình đâu có biết, bề trên đã sắp xếp, có một ngày kiệt sẽ ra độ chúng sanh, phải dùng tiếng Việt. Chứ hồi xưa đi học đại học ở nói cái accent bằng tiếng Mỹ ấy, là không có giống như bây giờ, rất là chuẩn.
Còn việc này khi mà làm chủ hãng năm 1993 cho tới ngày hôm nay, ai ở Mỹ lập hãng, lập công ty mới hiểu. Lúc nào nhân viên Mỹ nó cũng thưa mình á, nó có bầu nó nghỉ nó cũng thưa, rồi nó té nó cũng thưa, đau lưng cũng thưa. Đi ra tòa ăn còn nhiều hơn là quý vị ăn cơm á. Rồi mình mướn luật sư của mình, thì luật sư của mình nó chơi xấu, nó giả bộ, nó không có muốn cái khê này mình thắng. Và nó muốn kéo dài để mình ăn tiền. Giữa trước tòa, việc nói tiếng Mỹ, việc fire, đuổi mấy thằng luật sư luôn. Cãi lộn với ông tòa luôn. Cãi đến nỗi thắng luôn á. Cho nên việc này là vừa luật sư luôn nữa. Cho nên mấy thằng, nó có ba tập đoàn luật sư sau lưng. Làm chủ cái đuối này cũng vậy nè, cũng rất là khó. Cho nên Kiệt nói chuyện thẳng với ông tòa luôn, không có mướn luật sư luôn. Even today, bây giờ cũng vậy nè. Hãng lúc nào nó cũng sẽ có chuyện hết. Ở đây á, làm chủ hãng giống như mình đưa cái mặt mình ngoài đường á, thì chúng nó đá, chúng nó trội cà chua. Cho nên thấy cái mặt vậy á, không phải dễ ăn hiếp đâu. Mà muốn ăn hiếp thì cứ cái gì ăn. Chỉ có đại tử mình mới ăn hiếp mình được. Ngoài ra người ngoài đừng có hòng ai ăn hiếp Kiệt được. Vì mình thương, coi như con trong nhà, thì mình để cho đại tử mình ăn hiếp. Chứ người ngoài dễ gì ăn hiếp Kiệt được. Nên nhớ một điều, Kiệt chấp luôn á. Chứ những người mình thương thì mình nhịn, thì để cho họ cứ lấn lướt. Cứ còn những cái đối thủ gặp Kiệt là xong. Còn bữa đi qua ông Trump gặp những nhà chính trị gia, có cái bà mặc áo xanh, bà sắp làm phó tổng thống, thì rất là thích. Thì nó theo qua thì giao duyên. Mấy con có tưởng tượng sau này những người đó lên làm tổng thống mà hôm nay làm bạn cho phụ, mấy con nghĩ như thế nào? Trong đó toàn là thượng nghị viện, với toàn là quốc hội Mỹ không, những người giàu có không, là bây giờ là bạn với phụ muốn hết. Mà trong những người đó, trong thế hệ tương lai, cả con gái của ông Trump vang cả bởi nó cũng đứng cười cười nữa, thì nó đã biết được cái mặt rồi. Sau này nó làm tổng thống thì mình nghĩ như thế nào, cái sự quan hệ nó gần hơn nữa, đúng không? Cho nên những cuộc đi này không phải là đi chơi nha mấy đứa. Còn những đứa mà đại tử mình đi theo á, là ủng hộ tinh thần cho phụ với lo sức khỏe cho phụ, chứ đâu phải là đi chơi hết đâu. Bây giờ từ nay cho những ngày kế tiếp cho tới lúc mà bước chân lên nước Việt là lo cho thiên Việt, là cho phần đời. Lo phần đời là gì? Phải ăn mặc như kiểu đời đó, mang kính đen rồi vô không cho nó ngầu không. Mà đeo kiến đen vô á, mà mấy đứa đệ tử này bỏ lên Facebook á, thì gặp mấy đệ tử lớn tuổi này á, thì nói trời ơi giáo chủ gì kỳ vậy. Đeo kiến đen ngày xưa Chúa Xu đâu có đeo kiến đâu, nắng thì cứ cho nắng thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải thích ứng với thời đại quá. Bữa đi đi cái vườn trái cây của bà chị mình là bà chị Hồng á, bữa nay có clip mấy đứa quay đó. Không ngờ người Việt mình ở hải ngoại rất là thành công, tạo ra một cái vườn trái cây của miền Tây ngay trên đất nước Mỹ, đó là Florida. Trồng được trái ổi nè, trái vú sữa nè, chôm chôm nữa nè, nhãn nữa nè, xoài nữa nè, đu đủ nữa. Không có trái gì mà ở Mỹ mình không trồng được hết. Thì sau này ai mà có đi du lịch về Florida đó thì nên ghé những cái vườn trái cây. Nó cũng như Hawaii vậy đó, nhưng mà ở đây mình dễ đi hơn. Từ ở Cali mà bay thẳng qua Florida là 6 tiếng phải không ta? Khoảng 6 tiếng đi máy bay thẳng là mình có một nước Việt Nam ở bên bờ Thái Bình Dương rồi. Còn mà nước Việt Nam mà bên Sài Gòn á là mình đi mười mấy tiếng. Nữa là mùa. Nên mấy đứa cũng nên đi Florida một chuyến thôi. Để mà hiểu. Mà bên đó nó nóng, nóng mà nó ẩm ẩm như nước bên khí hậu của Việt Nam. Thì lúc đó bữa đó Hồ mặc áo rất là mỏng, áo tay ngắn. Nhìn thấy cũng giống như dân chơi vậy đó, giống như giáo chủ không. Thì một số đệ tử lớn tuổi người ta thất vọng, chấp tướng. Cái đó là do các đệ tử chấp. Ngày xưa Phật Chúa hay những vị xuống trần
cũng đều là bình dân thôi. Bồ Tát trong tâm chứ không phải bề ngoài. Bề ngoài chúng ta phải là thích ứng, hợp thời hợp cảnh thì mình mới độ được. Một số đệ tử già thấy cái hình ảnh mang kiến đen rồi giống như trôi thì sư phụ độ không được. Nhưng mà ngược lại sư phụ có thể độ được Đàm Vĩnh Hưng á. Mấy cái showbiz, mấy cái thằng giống như Cường Đô La đó, trời anh Kiệt ngon quá. Thì biết đâu mấy cái đứa trẻ nó thích vậy. Mà mấy đứa trẻ thì một đứa thích thì có nhiều đứa thích. Cho nên khi mà cái bề ngoài gọi là bề ngoài mà của sắc phàm á, của thiên tử á, kiểu nào cũng vậy, kiểu nào cũng độ được của cái tầng lớp đó. Tóm lại nếu đã thương thì thương cho trót, còn nếu đã ghét thì cái bòn bòn nó cũng méo á, không có hiểu không? Còn nếu mà soi xỉa mà xuyên tạc thì cái gì cũng soi xỉa xuyên tạc được. Không phải lỗi của thiên tử, không phải lỗi của con trời, không phải lỗi của giáo chủ, mà lỗi của tâm các đệ tử, các con á, có vấn đề á, bị chấp á, phải tự coi lại. Đó là câu giải thích bữa nay vậy. Ok, ngoài xa ai hỏi gì không? Dạ, thưa hỏi đệ tử, sư phụ. Hỏi gì? Sư phụ đệ tử muốn hỏi là sư phụ tiết lộ là sư phụ là vua ở Việt Nam đời nhà Nguyễn á, thì còn hai vị vua nữa là ai mà sư phụ không có tiết lộ? Sư phụ tiết lộ được không? Mấy vị chưa cho tiết lộ, tại vì Trung Cộng á, nó thư ém giỏi lắm, nó có thể lấy được cái xác cũ sư phụ để mà nó làm tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nó hoàn không có được, chỉ cẩn thận chút thôi, tại nó đi theo cái DNA của nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng phải nhớ một điều, trong mắt sư phụ, trong tất cả những nhà lãnh đạo, cả Nguyễn Phú Trọng luôn, cả Bác Trọng luôn, nói cái này thì ngã mạng, cả Tô Lâm, cả tất cả luôn, từ Bộ Chính trị cho tới một cái công an đứng ở ngoài đường, trong mắt sư phụ đều là con của sư phụ hết. Nước Việt là nước của sư phụ lập ra, nên nhớ hôm nay sư phụ lại để chỉnh đốn lại con cháu nó hư thôi. Cho nên tại sao á, ở trong cái bài mà đố ai biết được thánh phàm từ năm 1929 á, đố ai biết được thánh phàm là đó là cái nào mấy con được đọc thử, thì trong đó có nói là được giỡn đùa đủ, cợt đùa đủ hạn, đủ hạn vuốt râu của rồng á, là đây, cợt đùa đủ hạn vuốt râu của rồng, thì trong mắt sư phụ là như vậy. Còn những cái họ vô minh, họ không có nghiên cứu, họ không có hiểu về tâm linh, họ chỉ tham tiền. Khi họ tham tiền rồi cái tâm của họ u mê, họ u mê thì làm sao họ biết sư phụ lại? Cũng giống như con, có một đứa con á, nó ham chơi rồi nó ham nhảy đầm, ham xài thuốc á phiện, thuốc lắc. Nó đâu có biết những cái lời cha mẹ nó đau khổ ban đêm rồi khuyên nó thành một đứa con ngoan hiền ở nhà với mẹ đâu, nó đâu có biết. Thì cái đám con đảng này cũng vậy đó. Trong mắt sư phụ là vậy thôi. Cho nên sớm hay muộn sư phụ thương họ là vì họ vô minh. Có cách là sau này phải làm sao mà cho dân đừng có đi gõ cửa nhà từ ông để mà xẻ ra để làm khô, này không phải là khô bò nghe, khô người á, nó thù nhau còn hơn là người hải ngoại thù nữa. Tại vì cái lòng của cái lớp của bệnh nó không có từ bi, nó nghĩ là nó làm ở hải ngoại mình cũng thù. Trước 75 phụ đi giao du với khắp tất cả mấy bác ở trên nước Mỹ, họ mấy bác còn thù không? Hồi xưa còn thù, nhưng mà sau khi nghe Kiệt nói trên mạng nhiều, hết thù rồi. Những bác Hồ nói với Kiệt như vậy. Thì Kiệt đã thuyết phục được rất là những tầng lớp mấy bác Hồ mà ở tù cực khổ, ở trại Nam Hà hay trại Đầm Bùng gì đó. Thì mấy bác bây giờ không còn thù nữa. Nhưng mà ngược lại đảng Cộng sản thù đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản con thù đảng Cộng sản con đang tại vì. Nghĩa là tụi nó đó là không có được huấn luyện bởi nhân lễ nghĩa trí tính, cho nên tụi nó tâm rất là dữ, chỉ sợ một ngày mà thay đổi á là không biết bao nhiêu á mạng người á sẽ nằm xuống đó. Thì cái đó
là mình hôm nay mình phải suy nghĩ, để khi mà quốc gia có đại sự ngày đó nó sẽ xảy ra rất là gần. Người tính không bằng trời tính. Đảng Cộng sản bây giờ, cả Tô Lâm hay những nhà chính trị trong đó, họ tính cả trăm ngàn mưu kế để họ giữ đảng, họ giữ quyền lực. Họ cũng giống như một người tuột vách đá, mà níu được cái gì hay cái đó, níu được cái cành cây khô. Dầu có níu được cành cây khô, rồi một hồi cũng phải mỏi sức thôi à. Gần hồi cũng thiếu nước, rồi trời nắng nữa, chưa tính là gặp mưa gió bão tới. Bị bông phấn, rồi họ cũng sẽ rớt xuống mà. Nhưng mà họ níu được họ cứ níu, họ kéo được cái gì họ cứ kéo. Họ chỉ dùng cái hung dữ để mà họ che đậy cái sự sợ hãi bên trong của họ. Dân chúng dùng cái sự vui đùa khi mà mấy ổng triệt nhau, phe này hại phe kia, đốt củi phe nọ, để mà dân chúng làm hả hơi trong lòng, ra mặt thì không ra. Cái bộ máy mà đi thanh trừng tham nhũng, gọi là đốt cò, đốt lò, đốt củi của Bác Trọng á, tới ngày hôm nay tự mình đốt lẫn nhau, có thấy là giống như một cái show diễn, tự nhiên cái giả tạm á, tự nhiên nguyên cái bức màn á sụp, kéo xuống, rớt xuống vậy đó. Thấy tức cười không? Bác Tô Lâm là người đổ củi vô, thưởng với gì vợ Dương Đình Huệ đại khác đều là phe chánh đúng không? Bữa giờ đốt của cả mấy năm nay ấy, đốt cả đống người rồi, đốt Đinh La Thăng rồi, đốt người này người kia, nhưng mà bây giờ tự mình đốt mình, có phải là trò cười không? Bộ dân tộc Việt Nam 100 triệu người, đứa con nít ngu quá, hôm nay nó cũng ngồi nó cộng lại bài toán, nó cười hả họng nữa. Thí dụ như cha gạt con thì còn được, cái này gạt cả 100 triệu dân tộc. Bộ người ta ngu, người ta không biết ngồi, người ta tính hả? Cái bức màn đốt củi bây giờ lọt toẹt ra. Một cái xã hội đến thời thận thế nó như vậy đó. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe lời không tin đó. Từ đại quý công an, hay là trung quý công an, hay là đại quý trong cái binh lực nào, trong cái quân đội đi, họ chỉ vì lãnh lương để nuôi vợ con thôi. Ngoài ra họ không còn hiểu cái gì gọi là quân đội hay công an hết. Họ chỉ mong cái chế độ này sụp đổ để họ được đi về thôi. Họ chỉ mong vợ con của họ được có cuộc sống thôi. Một cái quốc gia, một quân đội chỉ dựa vào một cái chức vụ, một đó để mà có nguồn sống. Một cái thằng công an, đại tá, đại quý cũng dựa vào chức vụ để có nguồn sống. Thì cái đó đâu còn là quốc gia nữa. Họ chỉ mong cái chế độ này sụp đổ, còn hơn là những người hải ngoại, còn hơn là 6 triệu chim hiền mong nữa đó. 98% ở trên nói là nước Việt muốn thay đổi một cái thể chế mới, 30% là đeo dấu thiên tâm, thương kiệt, 20% là thương kiệt, 50% lửng lửng, không biết là thật hay giả, ông này thật giả, tức là phân nửa nước Việt là thương kiệt rồi. 20% còn lại thì vô tư, chỉ có 10% là cái đám mà gọi là giàu có, cái đám gọi là cha con ông cháu cha mà bán cho Trung Cộng á, bán nước cho Trung Cộng á, thì nó không ưa. Cũng có phần không ưa nha, mình không có nói là hết nước Việt ủng hộ mình, nhưng mà thực tế là nó là như vậy. Mà thực tế cả cái 10% còn lại chống đối kiệt á, nó cũng là muốn thay đổi chế độ nữa. Nó cũng muốn là nước Việt có một lãnh đạo mới, thông minh, sáng suốt hơn. Chứ còn nguyên một cái đám này là dốt á, đi thụt lùi 49 năm. 49 năm thụt lùi. Nước Việt mà muốn tiến bộ thì nước Việt phải trở về thời năm 75 trở lại. Tức là cái sự học vấn á, là phải nâng cấp lên
rồi từ đó quốc tế từ từ người ta mới thừa nhận. Còn bây giờ nước Việt mình sụt lùi, bây giờ cả cái thằng Miên đó, nó đào cái kênh Phù Nam nha, là nó chặn hết cái dòng nước, là nó giết lục tỉnh miền Tây, không còn lúa gạo mà đó là tài nguyên lớn của nước Việt. Xưa giờ nước Việt mình nhờ miền Tây làm lúa gạo, Trung Cộng nó mưu mô, nó làm cho cái nước mình nghèo đói kiệt quệ, cũng giống như kiểu Tây Tạng hay là Di Ngô Nhĩ vậy. Để mà nó thông tính nước mình thì nó làm đủ trò hết để cho mình dựa vào nó, để mà nó qua nó đồng quán nước mình thì nó mới xuống thằng Miên. Thằng Miên cũng giống như là cánh tay đao phủ của nó để chém mình vậy đó. Một nguyên thủ quốc gia bây giờ vậy mà lên tuyên bố, bữa có mấy đứa để clip á, cái con nhỏ mà xứ Công Viên Việt Nam tên là gì vậy? Nhỏ mà méo méo á, Hằng gì, Hằng nghĩa Nguyễn Thanh Hằng vậy đó. Nó tuyên bố là cái kênh Phù Nam đó là làm đúng á, là chuyện của người ta. Cái đời này mình không binh nước mình mà còn đi tuyên bố là thằng Miên làm chuyện đúng nữa, con nghĩ thấy bị sốc không? Tức là nó ăn tiền của Trung Cộng để mà nó lên đài nó nói gì để chấn an dân tộc mình, mà trong khi cái chuyện đó là chuyện không có đúng, làm cháy thiên nhiên đó là không đúng rồi. Nhưng mà ý mình đang nói cái chỗ này là chính phủ Việt Nam không có chặn lại, không có lên án mà lại còn đi ủng hộ nữa, thì con nghĩ nó ngu đâu nào. Con nghĩ chính phủ Việt Nam nguyên cái bộ máy nó ngu cỡ nào. Nó giết nguyên cái lúa gạo mà đời đời mình sẽ không còn làm lúa gạo nữa, mà dân mình khổ nữa, mà chính phủ lại đồng ý. Nó có cái bữa nó lên nó tuyên bố á, nó là chuyện nước của ta mà nó can thiệp được, nó chỉ nói vậy thôi. Những cái người này là tội đồ của dân tộc á. Chính phủ không phải là người hung dữ đâu, trên trời xuống là đã là Phật rồi, Phật con rồi, là người từ bi lắm. Mà những xuống đây mang thân phàm thấy chuyện rất là không đúng, không nói cũng được, mà nói thì nói mình sân si, anh tu mình cứ lo tu đi, lo chuyện của tôi, nước Việt là nước của tôi, anh ở hải ngoại anh lo chuyện hải ngoại của anh đi. Bả nó hay comment nói vậy đó, tao để mày lo mày, nước Việt là tao, tạo thiên lập địa là sanh ra nước Việt thời Hùng Vương. Tụi mày mỗi ngày lại tao mà gặp tao tụi mày chửi. Đúng là cái đám con cháu vô mình. Sư phụ cho con hỏi bà con nói. Hỏi đi. À, hồi nãy sư phụ nói là lấy tình thương xóa bỏ hận thù, con đồng ý với đó sư phụ. À. Nhưng mà mình làm sao trả lời cho những người nạn nhân đã bị hại? Con cho cái thí dụ cụ thể, mình nói thí dụ như Bác Trọng hiện bây giờ đang tìm cách để mà túm cổ Lê Thanh Hải để mà lôi kéo tới Nguyễn Tấn Dũng, đi theo cái nguồn máy của bà Trương Mỹ Lan, đúng không? Mình nói thí dụ như vậy đi, thì dĩ nhiên cái phe miền Nam ai mà không biết Bác Dũng với Bác Trọng là nước với lửa, đúng không? Bắc với Nam. Nam không có đủ tư cách, không có đủ để làm chức trưởng tổng bí thư chủ tịch nước. Mấy thằng Nam tụi mày là mấy thằng đầy tớ, đại khái vậy. Thì mình nói vậy đi, ví dụ như vậy cụ thể không? Thì làm sao sau này Bác Dũng và Bác Trọng, Bác Trọng thì dĩ nhiên sắp sửa hồi mấy clip cũ á, thì Hùng nói là Bác Trọng đã chết rồi đó, đã chết trên đường chính trị đó. Cho nên hôm nay Tô Lâm mới lộng hành đó, là ý của Hùng nói vậy đó. Thì Hùng nói đúng. Sao cái clip đó tới ngày hôm nay Bác Trọng đâu còn ẹ được, tại trên nó là chưa có chịu cái hồn về thôi, nhưng mà không còn ảnh hưởng gì hết. Thì lúc đó hai thằng em Huệ với Thưởng mới bị rớt. Làm sao mà thằng Nghị là con Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị, làm sao mà ngồi ăn cơm chung dinner với thằng con của thằng Trường là con của Nguyễn Phú Trọng được? Nhưng mà ở giữa cái sự vụ mà hai bên, hai thằng mày cứ ăn đi thì sẽ được. Là tự gì nếu mà đấu qua đấu lại hoài, cái vụ cũng nhức đầu lắm á. Hai thằng mày có nhiều tiền đem ra làm giàu đi, lo làm giàu á, lo
chạy xe Rolls Royce đi, thù cái gì nữa. Tại vì họ không có hiểu tâm linh, họ không có biết cái xác phàm là vô thường. Trong mắt sư phụ, tất cả chúng ta là những người đóng kịch những cái xác phàm vô thường. 100 năm rất là lẹ, sống vô thường, chết như chuột mèo cho xong vậy đó. Cho nên phải có một người sau này sư phụ mở cái tiệc ra giống Ma Lơ Gô vậy đó. Hey, mấy anh con ông cháu cha, tụi mày vô đây ăn cơm tao, tụi mày tiên thệ một cái, tao cho tụi mày ra làm ăn thoải mái, đóng thuế 30% cá nhân thôi. Tụi mày từ nay sao quên nha, ba mày là Nguyễn Tấn Dũng, ba mày là Nguyễn Phú Trọng, who care. Hôm nay tao ở Mỹ tao về, tao tính từ nay thôi. Nó có huệ nhau không? Còn mình nói Phạm Nhật Dưỡng, hey, mày là cái cối xây tiền cho mấy thằng hối lộ phải không? Tao cho mày xây luôn. Vinh Na Phát của mày sẽ không bao giờ thành công ngày đó, mình đã nói rồi hôm nay nữa. Nhưng mà tao sẽ có cách thành công, là về chiếc Tesla đầu tiên Elon Musk đó. Nó quen cho hụt, nó thiếu cho hụt 600.000. Cho nên nó còn một món nợ với hụt ở cái đời này á. Cơ trời đi rất là hay, cho những người này quen biết những người kia, rồi để tạo những cái connection, tức là cái sự liên hệ, để mà sau này gà điện nước Việt thành cường quá. Sau này mình đâu biết Tech Vinna rồi sao, tức là Tesla Vinna thì nó thành công thôi, nó dựa vô thôi. Rồi thằng kia có chút xíu kỹ thuật rồi ăn bản quyền chút thôi, thì nó có nhiều cách để mà đưa nước Việt lên phát triển. Tech Vinna, Vinna Phát phải không? Thằng kia là Tesla đúng không? À, hoặc là mình để Alan Vượng, tức là Alan Mất Vượng, hoặc là Đại Khái. Chủ có nhiều chiêu lắm, mấy con cứ yên tâm. Thằng nào cũng là quen với Phụng mà. Chỉ có thằng Vượng nó giàu quá, nó chơi với Phụng nghèo, nó không có chơi. Chủ của hàng triệu phú của Mỹ, tỷ phú của Mỹ, nhưng mà nó cũng chơi với Phụng nghèo, tại nó nhiều tiền hơn. Cho nên chưa gặp nó. Chứ Alan Mất còn mắc nợ cho Phụng, thời nó còn nghèo lắm. Nó còn ngủ ở trong hãng đó, Freeman mà. Hãng thụ sát bên. Tới có ngày thụ nói, ê, mày mà không trả tao 600 nghìn, tao không có giao đồ cho mày. Tại lúc đó hãng thụ chuyên môn chạy đồ cho Tesla. Hỏi gì nữa không? Dạ, điều thứ hai, sư phụ, bây giờ con thấy trong lòng dân ở trong nước người ta rất là không tin tưởng chế độ và cũng rất là nhiều oán hận vì họ đã mất mất rất nhiều. Thì nếu như sư phụ về thì làm sao để ổn định thì 5 năm nay nếu không có sự lên mạng nói chuyện, lòng dân hôm nay đứng lên lật đổ chế độ rồi, thì lòng dân đã ổn định rồi. Có tiếng nói sự ngày mà về nước Việt thì họ càng yên tâm nữa. Nhưng mà nên nhớ lúc đó một cái thế cờ thay đổi rất là cực kỳ mầu nhiệm. Vì ông Trump là một cái võ tướng đi tiền phong rồi. Nước Việt mình chả là cái gì hết. Nước Việt mình cũng là một xuồng con, không có cái dầm, cũng chẳng có máy tu tôm nữa. Thằng Trung Cộng đó là thằng đáng gườm á. Nước Việt nó chỉ chạy theo chiều gió thôi. Hôm nay giống như mình nói, nó dựa vào Trung Cộng, nhưng mà Trung Cộng sẽ đổ chứ năm sẽ bảy mà. Cơ trời đi là vậy mà. Bây giờ đâu còn dựa vào Liên Xô nữa. Nước Việt bây giờ mặt khôn á, dồn quân hết về miền Tây để mà thiên hạ thủ di cường. Lúc mà biến loạn á, chuyện đã xong rồi, thì nó là cái hậu vận trong tương lai. Và đồng thời á, cái hoàng sa của mình ở ngay gần Đà Nẵng chạy ra đó, lúc nó Trung Cộng nó biến loạn đó, mình ra mình đuổi nó, mình lấy lại. Si Sa có trở về Si Sa. Ngày xưa thời sư phụ là đại đế Khmer đó, thì như Angkor Wat nè, những cái mộ của sư phụ còn nằm ở bên nước Miên á. Cho nên những vị thần đó đã đồng ý trả nước Miên lại cho cố chủ rồi. Nhưng mà về mặt đời thì hiện giờ con Hun Sen đúng không? Nhưng mà về mặt đời mình cũng phải thích ứng mặt đời. Có nghĩa là quân đội á, mình không có đánh được với Tàu, tại vũ khí mình vũ khí cũ. Nhưng mà mình phun nước miếng, con Hun Sen cũng chết á. Thì sẵn vậy đi, rồi đến lúc mà thế giới nó chiến tranh thứ ba á, nó lộn xộn á, thì mình cũng xong chuyện rồi. Ở bên này thù vuốt 100 cái, tao mà không lấy nó đó hả, sau này Trung Cộng cũng dùng nó
đi cái đường đó đi ra, nó lấy lợi Biển Đông của mình á, nó lấy Hoàng Sa rồi nó trở lại cái lưỡi bò lại làm sao. Mình phải dùng chuyện lớn để mình nói cho Mỹ nó sợ, phải không? Chỗ cái đường đó mà đi tàu hải quân nó xuống thì lưỡi bò của mình lần này mình khó đánh nữa, và lúc đó vũ khí nó lợi hại nữa, cái Mỹ nó quảng hồn. Ô vậy mày đúng á, tao mắt nhắm mắt mở cho mày làm việc nghe. Con đồng ý với sư phụ, bởi vì con cũng là suy nghĩ thấy phía Tây Nam, Tây rồi Tây Bắc và phía Bắc của mình cũng rất là nguy hiểm, cho nên con đồng ý với sư phụ như vậy. Nếu sư phụ là nhà thương mại, nhưng mà sư phụ cũng là nhà quân sự lỗi lạc. Sư phụ nhìn biết cái thế cờ phải đánh, cho nên ngày đầu tiên mà Do Thái đánh Hamas, sư phụ là thủ tướng Netanyahu cũng làm y như ổng. Kỳ này là cho mày tận gốc luôn, tại vì chừa một thằng á mà chùm khăn á thì nó sẽ kéo nguyên cái khối của chùm khăn, sau này là nước Do Thái khó sống lắm. Còn cái thằng Hamas bữa mà nó đánh ngày 7 tháng 10 á, là gì? Nó bị Trung Cộng xúi, tại Trung Cộng muốn đẩy lửa xúi để mà Trung Cộng hướng lợi, để mà cho Mỹ á, chia cái thế lực yếu lại để bởi nó đánh Biển Đông. Chứ giờ nó cũng ham đánh Đài Loan lắm, mà nó sợ là nó đánh thua đó. Nhưng mà sớm muộn nó cũng sẽ đánh, nó không đánh dân nó cũng nổi loạn. Cho nên đó là do thằng Tàu nó xúi. Bữa họp ông Trump ông cũng nói vậy mà. Ông nói sớm hay muộn gì ổng mà lên á, ổng đầu tiên là ổng xử Tập Cận Bình trước. Xử Tập Cận Bình, ổng không cần xử Uẩn. Uẩn chỉ là thằng khùng thôi, chỉ là giống như đi hù dọ vậy đó. Thằng Uẩn nó cũng giống như thằng Hussein vậy đó, nghe lời Trung Cộng thôi. Ông Trump ổng không có đánh mấy cái gâu ria hay là đánh cái đuôi, ổng là ổng đập cái đầu không à, hoặc ổng chọt mắt không à. Sư phụ cũng là dạng vậy, đánh là đánh đầu cho mà, chứ không có đánh cái đuôi. Còn Biden á thì thấy cái đầu ngầu quá sợ, cứ vuốt vuốt cái đuôi. Biden thuộc vuốt đuôi, với ăn hối lộ của Trung Cộng nhiều rồi, sợ Trung Cộng mà nó tố á, thì chết, cũng là cá nhân. Cho nên Biden không có làm ăn gì hết, cho nên cứ nương nương không chịu quýnh Trung Cộng là vậy. Thưa sư phụ, con câu hỏi nữa là năm 2000 thì mình đã bị cái Covid-19 rồi, do Trung Cộng làm nhưng mà mình chưa có được chứ. Bây giờ nếu như thế chiến thứ ba xảy ra thì Trung Cộng có thể chế ra một cái virus này nữa không? Và nếu như có thì mình làm sao mình cứu cho tất cả? Cái bằng chứng mà bên Trung Cộng nó chết mấy chục triệu người, mà nó chết có mấy trăm nghìn người là nó láo. Con virus đó là do một cái thế lực gọi là trong năm thứ mà thường nói là thế lực tiền bạc, ở trong đó có Bill Gates đó. Một thằng chế, một thằng bán thuốc đó, gọi là năm trèo đó. Bill Gates là năm trèo nghe. Trong tương lai nó sẽ không có chế được. Tại khi cái gì mình làm đột xuất thôi. Còn bây giờ thế giới biết rồi, mày có chế mày ở bển. Ngày xưa ông Trump cũng đúng, ông không cho máy bay của Trung Cộng vô, nhưng mà Biden mà cái đảng Dân Chủ nó cho vô thì nước Mỹ bị lây, thì coi như cái nạn bệnh tật nó không còn nữa theo cơ trời nói. Chỉ là cái nạn thiên tai thì cũng sẽ giảm bớt sau khi trận lũ lụt của Dubai là bên Trung Đông á, cũng hết. Bây giờ chỉ còn là chiến tranh, tại nó đi cùng một lúc. Hồ thường thường nói cái ác điên lúc, thiên tai cũng một lúc, cái gì nó cũng một lượt hết. Cứ ngồi phân tách lại thế giới thời cuộc đi, và sau này thắng thì làm vua, thua thì làm gì? Thua thì làm giặc. Khi đã làm giặc rồi thì sẽ bị gì? Tao đưa một đống giống như kiểu hồi xưa mà bên nhà Thanh á, mà nó đè tay xuống rồi nó ký rồi chém đầu á. Mày chế Covid phải không? Ok, rồi tất cả những người bị Covid trên thế giới thưa Trung Cộng, qua Liên Hợp Quốc, Mỹ đóng tem cái găm. Lúc đó Liên Hợp Quốc nó không có giống giờ, nó nghe nó yếu rồi, Trung Cộng yếu rồi, nó không có thế lực chổng. Ok, mày thường mỗi một gia đình 200 nghìn. Đời cháu cố của Tập Cận Bình á, cũng phải nghèo để thường ra nữa. Hợp pháp mà, đúng không? Thắng thôi, bây giờ nó chưa có thua. Thì nó còn cứng họng, nhưng mà Mỹ nó có hồ sơ hết. Thằng tỷ phú chết, thường theo giá của tỷ phú. Thằng Homeless chết, thường theo giá Homeless. Cái giá tệ nhất của thằng Homeless là cũng vài trăm nghìn đô. Nó Homeless nó sung sướng. À,
mà mày làm con vít tao bị chết thì là mà lấy cái mạng của tao giờ mày thường 300.000, còn tỷ phú nó đòi thường 3 tỷ. Tại tài sản của tao cả 10 tỷ mà tao không có xài được, tao bị chết bởi con Covid Vũ Hán của mày thì mày phải thường. Cho nên cả thế giới sau này sẽ thường, bắt Trung Trọng thường. Sư phụ, vừa rồi không có ở Úc nó có một cái phim là kể đến những ngày những người thiền nhân đó, sư phụ. Thì câu hỏi con xin hỏi là về luật nhân quả của luân hồi, thì những người đã gây ra những cái nạn như vậy họ có chịu nhân quả luân hồi hay không? Cái thứ hai đó là những nạn nhân mà đã chết họ có được siêu sanh hay không? Thiền nhân mình nói về thiền nhân ở dưới Nam Cali có con nhỏ Thanh Tâm á, nó cũng là chánh nghĩa, nó làm cái bộ phim thiền nhân nó gắn coi. Ở trên những cái mạng YouTube, những truyền thông không còn bao nhiêu người chánh nghĩa đâu. Con nhỏ đó là Bitty nè, rồi Lan Chi nè, còn mấy cái tào lao kia đó con thấy nổi tiếng nhưng mà nó chưa chắc nó là chánh nghĩa. Nó có thể chánh nghĩa 50 thôi, còn 50 nó chánh tiền đấy. Còn những người chánh nghĩa thật sự thụ nhìn thấy trên mạng truyền thông không còn bao nhiêu. Phải coi kỹ thì nói cái này có nhiều người sẽ hiểu. Vụ thiền nhân tị nạn là cũng do bề trên sắp đặt. Mình chết phân nửa dưới lòng đại dương mấy triệu người. Những cái vong linh đó thù đã siêu lâu rồi, họ đã được đầu thai và đã siêu rồi. Cái biển không, hồi xưa mình ra biển á, là mình nghe ma nó kêu, nó gên, nó xiết khủng khiếp. Cái ông rồng mà cổng Phật Bà Quan Âm á, là hiện giờ đang phò cho phụ. Hồi xưa ông ở núi ở bên ngoài đó thì có cái hình đó là thật á, Bình Long. Hiện giờ ông theo phò thiên tử. Còn những cái người mà làm đó cũng giống như thời 78 là bán danh thức người Hoa, họ Trần nhớ, họ La, họ này họ kia mà được đi, họ chỉ có Hồ Nguyễn là không được đi á. Thì Việt Cộng nó 7 cái vàng người thì đưa cho chủ tàu phân nửa, chính phủ phân nửa thì bước xuống tàu đi, nhưng mà phải người Hoa. Chiếc tàu đúng ra chứa được 200 người, vậy mà nó tham sao lên tới 300 thì khẩm rồi. Khẩm mà gặp gió gặp giông nữa, đi một đòn ra 10 chiếc. Vừa ra khỏi tới Hòn Tre thôi thì thường thường xưa tôi bữa gặp giá. Vừa ra khỏi Hòn Tre chưa tới Phú Quốc nữa thì là chìm muốn hết rồi á, chết á. Cũng tội nghiệp. Khi mà mỗi nguồn máy của thiên ma nó xuống quả địa cầu á, nó chỉ có giết người với tàn ác thôi. Thì những cái người mà không có phước ở cái thời Thượng Quân Thánh Đức là giống vậy, chết. Cũng giống như bữa chú Hồ thấy ở Hamas mà Do Thái nó tấn công chết nhiều á, Hồ cũng đau lòng. Thì bề trên mới nói là vì những tiền kiếp họ cũng có tạo nghiệp, cho nên họ đầu thai vô cái lãnh thổ Palestine Hamas để họ chờ để mà chết. Có những người chờ chết nha, để mà xả cái nghiệp. Cũng giống bây giờ có một ông thầy BD mà rất là nổi tiếng của nước Việt, thầy giả mà cả nước Việt ai cũng tôn sùng, thủ biết luôn cốt kích và biết cái công thức. Thì hôm mới tâu gì với bề trên với chư Phật, sao có những hiện tượng như vậy xảy ra. Món lần sư phụ đi Houston giảng pháp, sư phụ ngồi kế đống phân bò, còn ổng á thì có cả 10,000 người dành chụp hình, người ngồi máy lạnh đồ này nọ, có đó là giả mạo. Vậy mà tại sao đông người lại chạy theo vậy? Một thiên tử, một vị Phật, con của cha là Phật, sư phụ trên là Bồ Tát, kiếp trước sư phụ là Chúa Giêsu, đời đời kiếp kiếp chỉ có làm có lợi lạc cho nhân sinh ở quả địa cầu này, mà tại sao như vậy? Thì mấy vị mới giải thích, vậy mới gọi là 10 chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Chỉ có 1-2 đứa đệ tử thôi là thù đã thành công rồi. Hôm nay ngồi đây cả 100 người thì quá thành công rồi. Còn cả 10,000 người mà chạy theo những cái đám náo nhiệt mà vui đó là vì cái tâm của họ không có chánh kiến, thứ nhất, u mê. Thứ ba là vì họ có cái nghiệp rất là nặng, cho nên họ không có phước để mà ra Thiên Long Giang
ngồi kế bên phân cái đống phân bò để mà nghe sư phụ nói chuyện, nghe được cái điển thanh của sư phụ. Thì họ chạy theo ma quỷ, tại vì họ không có đủ phước, mấy vị nói vậy thôi. Thế gian nó phải có những cái người xuống để mà khảo tội cho những cái người đó, để cho khi họ bỏ cái xác phàm của đời này thì đời sau của họ đó, lúc đó bắt đầu mới có chánh kiến. Không phải một đời người mà gặp được thiên tử đâu, người gặp được thiên tử là có đại đại phước. Đó là câu giải thích của bề trên. Họ không có đủ phước, họ phải xả một cái một kiếp này, nên là họ chạy theo ma tăng. Thì sư phụ là con hết lòng tin tưởng là sư phụ, bởi vì trong kinh Phật có nói là sau này nếu có một đệ tử tại gia giảng nói kinh pháp của Đức Phật thì các ngươi phải đến để lắng nghe và tôn thờ chư vị thần nữa. Thì hôm nay sư phụ cũng như vậy. Điều thứ hai nữa là sư Phật là một vị Bồ Tát, tất cả những phương tiện sư phụ độ sanh đều là chỉ là những phương tiện, có khi việc này có khi việc kia, bởi vì chúng sanh chúng con còn quá cố chấp nên không biết thôi. Thì mong sư phụ thông cảm bỏ qua cho tất cả chúng con. Cảm ơn sư phụ. Trong kinh Phật có nói đệ tử của chúng ta sau này sẽ theo âm thanh, thanh và màu sắc nhiều. Và nhưng có một đệ tử tại gia, nhưng mà người này là đệ tử thật của ta, sẽ độ muôn trùng chúng sanh. Sư phụ đã được huấn luyện bởi các vị, và các vị là người ấn định cho sư phụ hạ phàm. Bởi vì thời mạt pháp này nó có mấy triệu áo vàng rồi, bây giờ sư phụ mặc áo vàng nữa thì dĩ nhiên được lòng hết mấy đệ tử hồi thiên, đúng không? Nhưng mà ngược lại nó dư một người cũng vậy thôi, cũng tam đại tạng kinh xào tới xào lui, nó không có cái gì gọi là mới. Những gì thầy trước khi mà lên này nói chuyện đó, họ cũng phải làm bài rồi nói theo những cái đề tài nào, rồi nói những cái lời nhẹ nhàng từ bi. Còn sư phụ là chụp microphone là mấy đứa quay là mấy tiếng, nói cái bằng cái lòng chân thành những cái kinh nghiệm trong đời mình, để sau này là một cuốn kinh sống. Thiên Tấn Kiệt này là một cuốn kinh sống, tất cả mọi hành động, mọi lời, mọi chữ sau này nhân loại sẽ kết lại. Thì Phật Thích Ca có nói, nhưng mà có bao nhiêu người đã hiểu? Đệ tử này cũng là thâm, cao thâm, giỏi. Không có thể nào giả được, giả không có thể lập đạo, giả không có thể buông vật chất thế gian mà đi lập cái Thiên Long Sơn này được. Đúng. Không thể làm được, bởi vì một cái đường núi mà từ cái lối xây dựng kiến trúc theo cách gì từ các phương hướng không thể làm, không phải là một chuyện đơn giản. Con không phải nói cho một lời, nhưng mà con nhìn con thấy con biết không thể làm được từng tiếp một. Nó rất là tất cả những cái tượng không phải là tượng, mấy vị là hiện hữu. Dạ. Cũng với mấy ngày Bắc Phương ngày cũng là thiệt. Ngày Tây, ngày Nam, mấy vị là thiệt hết. Sư phụ nói chuyện thường xuyên mà, nhất là tổ cũng là thiệt. Tượng chỉ là tượng trưng thôi, nhưng mấy vị điển ở đây, mấy vị sư phụ cần cái gì đó, ngồi đó mấy vị hiện về nói chuyện. Sư phụ có sự liên lạc rất là chặt chẽ với các chư vị ở đây, những cái tượng. Rồi mấy vị cho sư phụ nói cái gì để độ chúng sanh thì do mấy ngày bên đó, ngày trận đạo, mấy ngày lên việc hay ngày mới ông trực, gọi là hồn thì trong núi. Rồi chị sư phụ là ngồi đây, chị sư phụ là người chị thứ hai. Rồi sư phụ sợ chị hơn sợ cha nữa, tại chị lớn mà. Sư phụ ở trên trời là một đứa nhỏ khoảng gần 10 tuổi, một thiên tử nhỏ tuổi lắm. Những người thầy Tây Tạng mà ngồi nhập định á, thì cái chân linh sư phụ bước ra mặc áo long bào á, rất là đẹp trai, nó không phải là cái xác phàm này. Xác phàm này năm mấy tuổi, nhưng mà người trời á, trẻ lắm, nhỏ tuổi lắm, cho nên cũng còn chút xíu vui đời. Đâu có sao đâu sư phụ. Đâu có sao. Vui đó là chân lý, mà chân lý thì có
có đời có đạo. Thì bài Kính Thiền có nói đó là sứ mệnh đạo đời dương gian, cái vụ mà không làm vua nước Việt thì ai làm? Rồi chẳng lẽ kinh điển của Đức Thầy không đúng trở thành tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ kinh điển của Lưu Bá Ôn cũng không đúng sao? Người nào lập đạo người đó là vua. Phong Thánh Di Lạc làm vua mà. Sư phụ là Di Lạc số 2, làm cho thế giới này an cư lạc nghiệp. Rồi lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai. Chỉ có làm vua mới lo cho cơ đạo ngày mai. Thì trong tương lai khắp thế giới sẽ có những cái trường đại học Thiên Tâm, Thiên Việt. Thiên Việt là giống như trường West Point của Mỹ vậy đó, giống như trường Sĩ Quan Đà Lạt hay trường Thủ Đức. Còn trường Thiên Tâm thì cũng giống như Tòa Thánh Vatican vậy đó, để đào tạo những người tu ra, để mà giáo lý cho cái thế gian này, cả người Mỹ, người Việt, người Âu Châu. Thì bây giờ đạo Thiên Tâm chúng ta đã loan truyền qua tới bên Africa, tới bên Nam Mỹ rồi. Tại vì có những đệ tử đi qua bển đem dấu Thiên Tâm đi loan rộng ra tới bên đó. Rồi bữa đi bên Florida, vụ có một đệ tử Peru, người Peru phải không? Thầy thù dễ tay rồi cho dấu Thiên Tâm, thì nó cũng sẽ truyền đạo qua bên đó. Mà nó nói tiếng Mỹ, đệ tử nói tiếng Mỹ, nhưng mà ngồi gần cho phụ á, nó cứ khóc hoài. Tự nó cũng có cái điểm, nó cũng có sức mạnh. Những người nào mà có cái điển ngồi gần cho phụ á, họ cảm xúc dữ lắm. Họ đi chỗ nào cũng vậy. Những người mà gọi là có cái linh căn á, thì họ gặp sư phụ mừng lắm, nhảy đạch đạch khóc nhiều lắm. Từ xưa giờ mấy đứa trên núi này chứng minh rất là nhiều. Cho nên sư phụ là thiên tử thật. Sư phụ có 7 dòng hào quang, khác hơn mấy đứa con có một dòng. Một dòng mà được sáng cũng khó nữa. Đứa nào không chịu đọc kinh đen như mỏm cho mực, tối tối xám xám. Còn đứa nào đọc kinh thì nó sáng lên chút. Rồi một dòng là dữ. Sư phụ có 7 dòng. Mà trong kinh Phật với những cái kinh điển, ai có 7 dòng là gì biết rồi đó. Mà 7 dòng của sư phụ lúc nào cũng sáng. Tại vì ngày nào sư phụ cũng dạy đệ tử 5 giờ sáng thức với sư phụ, để ngồi thiền, để mà cho cái tâm nó thông. Thì đứa nào chưa tên sư phụ trong cái giờ đó thì sư phụ bay tới, gõ đầu chơi vậy đó. Sư thuộc dạng chiết thân chứ không phải thuộc dạng như người thường mà không có chiết thân được, thù chiết thân đi được. Con cũng biết, bởi vì con đã có nhiều lần cảm ứng từ sư phụ rất nhiều. Có hả? Dạ có 6 lần cảm ứng nhiều lắm rồi. Dạ, nhưng mà bởi vì con lớn tuổi là con không có đủ tài trí để mà ở bên cạnh giúp đỡ sư phụ. Con xin lỗi. Có mấy nữ ninja này được rồi. Thấy sư phụ ngồi vậy á, mà thí dụ như cộng sản nó gửi thằng lên đây mà ám sát sư phụ, mấy nữ ninja này sẽ đứng ra làm bia đỡ đạn liền. Đứa nào giơ tay lên, Hằng nghe Mai Thảo nữa, trời ơi, Bích Kỳ nữa. Cái này mình không phải nói đùa đâu, nó là thật. Thù có 7 dòng hậu quang. Ở thời này thù lạ hơn 8 tỷ người là thật. Thù nói những lời của từ trong trái tim nói ra. Những cái kiến thức sư phụ có trên mạng năm nay là do thiên tử, do các chi vị dạy dỗ về quân sự, về quân đội á, thì mấy ngày kia dạy chiến lược. Còn về làm đạo á, từ bi Phật pháp thì do mấy vị Phật dạy. Cho nên sư phụ có rất là nhiều sư phụ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đang đứng đó, và Hoàng Nhân Nhân Tông, Đức Thầy là dạy nhiều nhất. Rồi Phật Thích Ca. Sư phụ tiếp xúc tất cả các chi vị. Mà người thế gian mà được tiếp xúc với mấy chi vị như vậy đâu phải là bình thường. Chỉ có một cái là người không có nghiên cứu và không có nằm trong cái lĩnh vực này, họ cứ cơm gạo áo tiền của hành của tỏi. Họ không có nghiên cứu, họ cứ nghĩ là họ học xong đại học rồi họ kỹ sư hay là họ bác sĩ là họ đã hơn nhiều người. Đúng, họ hơn nhiều người của cái thế gian với cái đồng lương của họ thôi, với cái tài sản thôi. Nhưng mà đối với họ cũng là một chúng sanh rất là khô khan, một cái cây không có nước.
Cô từng có một người bạn, dầu cho luật sư hay là nha sĩ, cũng vẫn sợ ma như thường. Người họ thiên chúng ta không có sợ ma, tại vì giỏi về thế gian là một chuyện, nhưng mà không có nghiên cứu về xuất thế gian á là cũng rất là bình thường thôi, không? Nên những người biết tu tập là những người đã bước vào một cái thế giới khác, là sắp sửa về trời. Còn những người mà giàu cho luật sư bác sĩ mà không có hiểu về xuất thế gian, không có hiểu về tâm linh, thì họ cũng vẫn lẫn quẩn trong cái quả địa cầu này thôi. Nhưng mà tôi đã thường nói rồi, giàu cho có giàu có cỡ nào đi nữa, tỷ phú cũng phải mang bệnh cũng chết thôi à. Rồi cũng không có mang theo được một đồng nào xuống đáy mồ. Rồi họ cứ nghĩ là cả một cuộc đời giống như ta lần mòn leo mãi, không qua được vách đá sậu của cái bài của ông đó. Thì họ cũng vẫn tái sanh trở lại làm người, nếu họ là người tốt. Còn nếu mà họ không người tốt, họ có tiền họ làm không đúng, họ cũng tái sanh làm thú. Họ đâu phải giàu có đời đời hoài đâu. Kiếp này con đi cúng dường, họ bác quan trai cúng dường có công đức, kiếp sau con được giàu có, nhưng mà chỉ hưởng một đời thôi. Một đời đâu có nghĩa là gì. Xuống trần thế gian này chớp mắt, ở trên kia nó không đầy nữa ngọn gió còn nữa, là thù đã năm mấy tuổi rồi. Xuống trần ở trên người ở trên trời gọi là không có thế gian, ở cõi Đại La Thiên, chỗ của sư phụ ở, của cha với mẹ. Cái người thật sự thiên tử vẫn còn ở trên đó. Một cái chiếc thân nhỏ của sư phụ thôi đã đầu thai thành một người này rồi. Mấy vị nói không có nửa con gió thoảng thôi là ngài đã năm mấy tuổi rồi. Những ngày đầu tiên hữu sanh ra đời, những vị rồng tới ngày hôm nay vẫn còn bên cạnh sư phụ. Là cái ông thợ mộc là cha của sát phạm á, cứ nằm ngủ cứ thấy rồng bay đậy nhà hoài. Thì bữa mấy vị có nói là khi sư phụ đã chào đời là đã phi thường, thì những vị rồng và những vị bồ tát xuống để mà hộ thể cho tới ngày hôm nay, thì nó mới có những hiện tượng đó. Cơ thể sư phụ nó không có giống như cơ thể của người thường từ ngày đầu. Nếu không về hỏi thì sư phụ mắt sư phụ nhìn thấy tùm lum trên trời á. Rồi sư phụ thông minh là những đứa hàng xóm ở dưới quê đi ở trong ruộng rồi đi bắt dế cá hia thì nó phải qua những cái nhà cầu kiểu mà miền dưới quê em dơ, mà sư phụ chịu quá nổi cái đó, đi là phải bịt lỗ mũi đứng xe. Còn ở dưới quê mình nghèo mà cái áo của sư phụ là mỗi ngày là sư phụ giàu cho không có đủ áo mặc cũng phải giặt rồi phơi. Cái lưng của sư phụ một hạt cát nhỏ nó cộm sư phụ ngủ không được. Cái kiểu cách của nó, bởi vì nhà nó hằng nãy giống như ông vua, vua con vậy. Sau này mình mới biết là mình đã từng làm vua. Thì từ nhỏ nó có những cái bản tánh đó, và thông minh thì hơn nhiều người. Rồi ở xóm này đi bắn ná xóm kia bằng mấy cục đất, nó dò lại rồi dây thun bắn á. Cái hủ nách tụi mày mắc mới rồi mà phải bắn qua bắn lại. Mày muốn ghen á, tao làm cho mày cây ná bự. Cái hủ chế cho nó cây ná bự vậy nè, dò cục đất bự vậy nè, phải không? Rồi cắm với cái lỗ kẻ vậy, giống cái đại liên vậy đó, bắn một cái là mấy thằng kia trúng mà nó chạy, mà lựa cái thằng nào chỉ huy ấy, bắn nó một cái là cái đám chạy thôi. Rồi sư phụ dĩa cho nó lấy mấy cái giấy cạch tông á, làm như thun chừa hang mắt thôi, nó có trúng mặt cũng không có đau á. Trời, quân đội sư phụ thời bắn ná là đã khác hơn quân đội thường rồi, Navy SEAL. Cho nên đi tới xóm nào là chiếm thành đoạt tướng của xóm đó, vô hái hết ổi của nhà mày luôn rồi. Thì từ nhỏ đã là như vậy, leader mà. Khi vô đi học trường trung học ở đây, sư phụ là giống như phó hệ trưởng của bệnh miệt lúc 700 đứa học sinh. Thì ông thầy á, ông cứ giao cái gì thì phụ hoàn thành rất là mỹ mãn. Có nghĩa là ok, ngày mai bắt đầu mình tổ chức Tết của Việt Nam đấy. Ok, đứa này đóng vai Hồ Nhộng Phun nha. Đứa này đóng vai này đây kia, đứa này cá này kia. Thôi là người sắp xếp chương trình.
đứa này đọc sớ táo quân nghe đó. Thụ giỏi mấy cái sắp xếp đó. Họ đi học lúc đó mười mấy tuổi chứ nhiêu. Rồi cái thụ thấy mấy con mễ, nhưng mà Mỹ Đen ăn hiếp mấy đứa con gái Việt Nam này đi học về anh, nó hay chọc thì nó hay giật cái tập cho gớt. Mình đi nạn qua mà. Rồi thêm một cái nạn của người mình đó là mấy cái đứa mà nó qua 75 thì nó qua trước năm 10 năm thì nó biết nói tiếng Mỹ, cha mẹ nó thì giàu rồi. Rồi mấy đứa mới qua sau thì ăn qua phe thì lãnh mấy cái food stamp với mấy cái ngân phiếu thì đi vô trong trường đi học, ăn lên đó thì cũng là ăn free, thì đứa kia thì nó trả tiền một đồng thì nó nghĩ là nó giàu. Thì giữa người mình đã có sự kỳ thị thời đó. Rồi cho mới lập ra cái đội banh gọi là Vietnamese, mang cờ vàng ba sọc đỏ vậy nè, cái áo hình giờ cũng còn nó đẹp này. Gọi là trị an nó 513 câu có nói đó. Là mấy thằng Mỹ, mấy Mỹ Đen nó nhờ nó thấy cái mấy cái thằng đá banh này của thằng Kiệt là nó chạy, nó không có dám ăn hiếp người Việt nè. Cho nên cái thành phố này từ thời đó đó được mà thụ trị mấy thằng Mỹ thời đó. Ở chung với tụi nó, chung với khu apartment ở đường Center, Center thì cái máu anh hùng nó có. Đến cái thời mà Hoàng Cơ Minh bộc phát lên, xưa là người quải cái bịch cái thùng, thấy không, để cổ này đứng trước mấy cái chợ, chợ này chợ kia đi xin tiền cho ổng để kháng chiến. Cái đầu ví dụ có cái đầu óc thương người Việt này, là không ai muốn ai hiếp người Việt mình này, là từ thời đó. Cho nên bây giờ mấy cái phở quà mà của con cháu Hoàng Cơ Minh hôm nay, cái đảng mà Việt Tân là của là Hoàng Cơ Minh đó, tụi mày phải đãi tao ăn miễn phí suốt đời mới đúng. Công sức của tao xin tiền cho mày để cho mày đi giết người của mình ở trong rừng Thái Lan á. Tụi nó ác lắm. Nó chỉ là thâu tiền gây quỷ thôi, chứ nó đâu có phải là thiệt đâu. Bữa hổm lên đây họp với hụ này, hụ chửi vô chặt. Thời xưa đó, đó là thời năm 82, 83 đó, lớn lên vùng này mà. Ok, nãy giờ được bao lâu rồi? Clip 2 tiếng 15 phút. Ok, hôm nay kết thúc cái clip để ăn cơm, đó là chuyến đi Malago gặp 134 tiếng đồng hồ, ngồi cách ổng có cái bàn thôi. Thì trong đó rất là thành công mỹ mãn. Sẽ có cái hình của ổng gửi về, bữa ổng chụp chung thì cỡ từng hay từng sẽ gửi về hỗ trợ mấy con bỏ lên mạng. Đồng thời để cho mấy đứa họ thiên đừng nói thụ đi chơi, thụ không có đi chơi, chơi nhưng mà thiệt không, không có rảnh nào đi chơi, không phải bỏ núi bỏ mấy đứa con nào, đừng có hiểu lầm. Nhưng mà trong những cái ngày rảnh thì thầy trò cũng phải là bình thường đi chơi phải không. Rồi cả mấy tháng nay cứ ngủ đâu, đừng ngủ trên giường, ngủ trên trời không à, ngủ trên máy bay là ngủ trên trời. Cứ về đây 2-3 ngày dưỡng sức là đi. Cho nên từng xa dù không có ngồi ở đây nữa, đi tiếp. Thì mong tất cả các đệ tử giữ núi đoàn kết vui vẻ. Còn đứa nào mà nó không hiểu thì để từ từ nó sẽ hiểu. Nhưng mà lúc nó hiểu là muộn rồi. Mong sẽ cảm ơn. Không cần cái gì. Rồi, rồi ai muốn vẽ đây vẽ lên đây đứng đây vẽ cho. Đệ tử nào cần vẽ ở đâu?